Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 78. Lục Uyển Nhi nói, Dương Diệp nói, ta không có ý này. Vậy vì sao ngươi không cho ta đi chung với người? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp khoát tay áo, nói, không nên dây dưa với vấn đề này nữa, ngươi tốt nhất nên ở lại Vân Hải Thành, ta không muốn lãng phí thời gian. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Tuy nhiên, Lục Uyển Nhi lại nhanh chóng chắn ở trước mặt của hắn. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Ta nói, ngươi tốt nhất nên ở lại Vân Hải Thành. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Lục Uyển Nhi khẽ run lên, trong lòng đột nhiên cảm giác rất oan ức, nước mắt rơi xuống. Dương Diệp liếc nhìn Lục Uyển Nhi, sau đó biến mất ở phía chân trời. Thực lực của Lục Uyển Nhi rất mạnh, nhưng vẫn còn xa mới có thể đấu lại được thánh giả. Dương Diệp không muốn để cho đối phương đi theo hắn mạo hiểm, bất kể là Lục Uyển Nhi hay Ngọc Vô Song đều là người hắn để ý. Hắn không hy vọng bất kỳ người nào trong hai người gặp nguy hiểm. Nhìn Dương Diệp biến mất ở phía xa, Lục Uyển Nhi thật lâu không nói gì. Sau một hồi, Lục Uyển Nhi lập tức biến mất. Chấm. Thiên Lang Phong. Ở cửa thành Thiên Lang Phong, Ngọc Vô Song ngồi ở giữa cửa thành chính, ngồi ở bên cạnh nàng là một lão già áo bào tím. Ở hai bên lão già là tăng viên cùng nam tử áo bào xanh. Tiền bối Lý Nguyên. Tăng viên liếc nhìn Ngọc Vô Song, nói. Nhà đầu kia chính là nữ nhân Thiên Tiêu huynh cần sao? Lão già áo bào tím liếc nhìn Ngọc Vô Song, nói. Nhà đầu, ta sớm đã có nghe thấy thủ đoạn của ngươi, chẳng qua không ngờ ngươi còn lợi hại hơn ta nghĩ. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, nếu không nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Thiên Tiêu sau này. Ngọc Vô Song cúi đầu, không nói gì. Lý tiền bối, Dương Diệp sẽ đến chứ? Tăng viên lại hỏi. Vậy phải xem địa vị của tiểu nha đầu này ở trong lòng hắn. Lý Nguyên nói. Nếu như hắn tới, vẫn mong tiền bối cho phép ta đánh với hắn một trận. Tăng viên đột nhiên nói. Lý Nguyên liếc nhìn tăng viên, sau đó nói. Ngươi đã thua hai lần rồi. Lần này ta sẽ thật sự nghiêm túc. Tăng viên trầm giọng nói. Lý Nguyên không nhìn tăng viên nữa, rất lâu sau, hắn nói. Nếu như Dương Diệp này không thức thời, ta có thể cho các ngươi giao đấu. Chẳng qua tới khi đó, ta hy vọng ngươi không thua nữa. Nếu không, mặc dù ta sẽ ra tay cứu ngươi, nhưng đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ có chướng ngại tâm lý, có ảnh hưởng cực lớn cho việc ngươi thăng cấp thánh giả sau này. Tăng viên thầm dùng mình, nhưng lại lập tức nghiêm túc gật đầu, trong mắt có vẻ dữ tợn. Hắn tới rồi. Đúng lúc này, không biết có ai nói một câu. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện một nam tử. Nam tử này mặc áo bào đen, dáng người thẳng, mặc dù không phong độ phiêu dật, nhưng trên thân lại có một khí chất đặc biệt chính là tự tin cùng ung dung. Nam tử này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp chậm rãi đi về phía cửa thành bên này, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đi tới cách đám người lão già trước mặt năm trượng. Dương Diệp mỉm cười nhìn Ngọc Vô Song, ra hiệu cho nàng yên tâm, sau đó nhìn về phía lão già áo bào tím này, nói. Ta tới rồi. Lý Nguyên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Không thể không nói, ngươi thật sự không tệ, ít nhất ở Thanh Châu này sẽ không có bao nhiêu người có thể có can đảm cùng phần khí độ giống như ngươi. Dương Diệp nói. Ta cảm thấy, nam nhân phải nên dùng cách của nam nhân để giải quyết vấn đề, mà không phải động tay động chân với nữ nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Động tay động chân với nữ nhân. Lý Nguyên cười lạnh, nói. Ta cũng khinh thường như vậy, ngươi yên tâm, ta không dùng nàng tới uy hiếp ngươi. Chẳng qua sẽ lợi dụng nàng để ngươi chui ra khỏi Vân Hải Thành mà thôi. Dương Diệp nói. Bây giờ ta đã đi ra, cho nên ngươi có phải nên thả nàng ra không? Không vội. Lý Nguyên nói. Dương Diệp, ngươi là một nhân vật lớn. Ngươi ở lại Vân Hải Thành cùng cổ kiếm trai cuối cùng sẽ bị mai một tài năng. Bởi vì ánh mắt của bọn họ chỉ có Thanh Châu này, không làm được chuyện lớn. Mà ánh mắt của Vân Tiêu Thánh Điện ta đã sớm đặt ở Trung Thổ Thần Châu, trên con đường vĩ đại tiến quân vào Trung Thổ Thần Châu, chúng ta cần rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, ngươi lại phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Dương Diệp có phần sững sờ, nói. Ngươi muốn mời ta vào Vân Tiêu Thánh Điện sao? Lý Nguyên nói. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi đồng ý,
bây giờ ta sẽ dẫn ngươi quay về Vân Tiêu Thánh Điện. Sau khi ngươi vào Vân Tiêu Thánh Điện ta, ngươi có thể mặc sức lựa chọn trong tất cả công pháp huyền kỹ, huyền bảo, thậm chí là một ít bí pháp thần giai của Vân Tiêu Thánh Điện ta. Dương Diệp khẽ cười, nói. Nếu như ta từ chối thì sao? Ngươi xác định chứ? Lý Nguyên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu và hỏi ngược lại. Ngươi xác định ngươi không thả Vô Song ra sao? Trên mặt Lý Nguyên hiện ra một nụ cười nhạt, nói. Ta đặc biệt xác định. Dương Diệp nhìn Lý Nguyên vài giây, sau đó nói. Vậy chiến đấu thôi. Hắn vừa dứt lời, tiếng kiếm ngân đã vang vọng phía chân trời. Thực lực yếu thì không cần nói nữa. Một, từ trong cơ thể Dương Diệp, kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước phóng lên cao, từng tiếng kiếm ngân không ngừng vang vọng ở phía chân trời. Kiếm ý cường đại chấn động trời đất, dường như ngay cả không gian nơi này cũng sắp bị đập nát, nhưng trên mặt đám yêu thú ở đó lại lộ vẻ châm chọc. Nói chiến đấu ở trước mặt thánh giả à? Đầu của Dương Diệp này bị cửa kẹp sao? Sau khi Lý Nguyên nghe thấy Dương Diệp nói vậy, cũng hơi ngẩn người ra, rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp dám nói chiến đấu với hắn. Hắn là thánh giả, Dương Diệp này mới là bán thánh thôi. Lý Nguyên khẽ lắc đầu, nói. Vô tri, ngu xuẩn. Dương Diệp có thiên phú không tệ, nếu hắn có thời gian, không phải không có khả năng đạt được thánh giả. Nhưng bây giờ, Dương Diệp ở trước mặt hắn vẫn chỉ giống như con kiến hôi mà. Thôi, Dương Diệp, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng khiêu chiến với Lý Tiền Bối sao? Lúc này, tăng viên đi tới trước mặt Dương Diệp và châm chọc nói. Ngươi nghĩ rằng ngươi là thiên tiêu huynh sao? Dương Diệp nghiêng liếc nhìn tăng viên, nói. Thực lực yếu thì, không cần nói nữa, được chứ? Vẻ mặt tăng viên trầm xuống, nói. Dương Diệp, ngươi nghĩ rằng ngươi thật sự có thể thắng được ta sao? Lại chiến đấu tiếp à? Dương Diệp nói. Tới đi. Tăng viên gằn giọng nói. Dương Diệp liếc nhìn Lý Nguyên, sau đó lắc đầu và nói. Vẫn là thôi đi, đợi ngươi đánh không lại, lão già này cũng sẽ ra tay. Dưới tình huống này, ngươi còn đứng ở thế bất bại. Nhưng ta thì quá mệt. Không cần khích tướng nữa. Lý Nguyên nói. Ta còn không đến mức nhúng tay vào cuộc chiến đấu giữa đám tiểu bối các ngươi. Đợi lát nữa nếu hắn vẫn không địch lại ngươi, bị ngươi giết chết thì là do tài nghệ của hắn không bằng ngươi. Vậy thì được. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cơ thể chậm rãi bay lên không trung. Vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trên tay hắn. Tiếp theo, ý kiếm cắm vào vỏ kiếm cổ. Một kiếm ý cường đại lập tức xuất hiện ở xung quanh hắn, khiến không gian xung quanh chấn động liên tục. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, vẻ mặt tăng viên dần dần trở nên nghiêm trọng. Tiếp theo, hai tay hắn chậm rãi nắm chặt, ở trên cổ và mặt mũi hắn đột nhiên xuất hiện từng tảng đá dày. Hóa đá! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Lý Nguyên lóe lên sự kinh ngạc. Không trách được hắn lại tự tin như vậy, hóa ra là đã lĩnh ngộ thuật hóa đá của viên tộc. Như vậy, tăng viên này đã tương đương với đứng ở thế bất bại. Thuật hóa đá là thiên phú thần thông của kim cương viên tộc, có thể cường hóa phòng ngự cơ thể, làm cho phòng ngự của mình tăng cường lên gấp mấy lần. Hơn nữa, còn có thể làm cho cơ thể mình vạn pháp bất xâm, đương nhiên đây không phải là vạn pháp bất xâm thật sự, chẳng qua là miễn dịch một ít huyền kỹ, lấy phòng ngự cơ thể của bản thân tăng viên, lại thêm thuật hóa đá này, có thể nói cơ thể của tăng viên lúc này đã tương đương với thần khí phòng ngự. Đồng thời, hắn cơ bản có thể miễn dịch với một ít huyền kỹ tiên giai. Đương nhiên, hắn không phải có thể thi triển ra vô hạn, lấy thực lực của tăng viên lúc này, tối đa một năm có thể thi triển một lần, đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó tăng viên không thi triển nó ra. Ánh mắt Lý Nguyên tập trung ở trên thân Dương Diệp, lúc này, khí thế của Dương Diệp càng lúc càng mạnh, không chỉ có kiếm ý, còn có sát ý đang quấn xung quanh hắn. Hai loại ý cảnh mang đến áp lực rất khủng khiếp. Ở dưới uy áp này mặt đất đã bắt đầu nứt ra. Dương Diệp, ta biết cơ thể ngươi rất mạnh, hôm nay ta lại cho ngươi xem thử, cơ thể thế nào mới được gọi là mạnh mẽ, tới đây, ta cho ngươi chém một kiếm. Vẻ mặt tăng viên dữ tợn nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Nghe thấy tăng viên nói vậy, Lý Nguyên khẽ nhíu mày. Hắn không thích khi thấy thái độ của tăng viên khinh địch như vậy. Hắn đã thấy rất nhiều người chết ở trong tay kẻ yếu mình. Phần lớn những người đó đều vì khinh địch, để cho đối thủ thừa cơ lợi dụng. Bởi vậy, vào lúc tăng viên khinh địch như vậy, ấn tượng của hắn về tăng viên đã giảm xuống.
Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, sở dĩ đối phương làm như thế là vì không cam lòng đã thất bại trong tay Dương Diệp hai lần, muốn tìm về mặt mũi. Dương Diệp nắm ý kiếm và nhìn Tăng Viên phía dưới, nói. Tăng Viên, ngươi thật sự muốn để cho ta chém một kiếm sao? Nhưng ta nói cho ngươi biết, một kiếm này của ta đã từng có thể chém được cả trời. Dưới một kiếm này đi, không chừng ngươi sẽ phải chết đấy. Cho nên, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu không thắng cũng không anh hùng, ta sẽ thấy lương tâm khó yên. Nghe được Dương Diệp nói nhảm, Lý Nguyên lập tức bật cười. Trong lòng hắn lại khinh thường Dương Diệp, nếu là hắn sẽ không nói nhảm, trực tiếp cho Tăng Viên một kiếm rồi. Nhưng Dương Diệp không nắm chắc cơ hội này, trái lại còn muốn nói linh tinh cùng Tăng Viên. Đúng là ngốc không kém gì Tăng Viên khinh địch. Ngay cả trời cũng có thể chém nát sao. Tăng Viên nghe được câu này thì lập tức phá lên cười, trong giọng nói đầy vẻ châm chọc. Thiên đạo mạnh mẽ thế nào? Đừng nói Dương Diệp, cho dù thánh giả cũng không thể chém trời. Dương Diệp lại nói hắn có thể chém trời. Theo Tăng Viên, điều này không thể nghi ngờ chính là chuyện cười lớn. Cười một lát, Tăng Viên nói. Tới đây, Dương Diệp, cho ta xem thử một kiếm này của ngươi rốt cuộc mạnh tới mức nào, thậm chí ngay cả trời cũng có thể chém nát, ta thật sự rất tò mò. Hai mắt Lý Nguyên chậm rãi nhắm lại, hắn không có hứng thú với cuộc chiến đấu của đám tiểu bối. Ban đầu hắn còn có chút hứng thú, nhưng khi nhìn thấy hành vi ngốc nghếch của Dương Diệp cùng Tăng Viên, chút hứng thú này cũng biến mất. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Giống như ngươi mong muốn. Dứt lời. Ong. Một tiếng kiếm ngân phóng lên cao, tiếp theo, một ánh kiếm sáng như tuyết chợt lóe lên. Kiếm khí kia lướt qua trời cao, trực tiếp xé rách không gian tạo ra thanh thế kinh người. Vào giây phút Dương Diệp rút kiếm, vẻ mặt Tăng Viên lại nghiêm trọng. Bởi vì một kiếm này là do 40 đường kiếm khí trông lại, hắn không dám khinh thường. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị nghiêm túc chống đỡ, hắn lại trực tiếp sửng sốt. Không chỉ Tăng Viên, rất nhiều yêu thú ở đó cũng sửng sốt. Bởi vì đường kiếm khí kia của Dương Diệp căn bản không phải chém về phía Tăng Viên, mà chém về phía Lý Nguyên bên cạnh. Mục tiêu của Dương Diệp là Lý Nguyên. Lúc này, Tăng Viên có ngu mấy cũng biết ý định thật sự của Dương Diệp. Cho dù bị Dương Diệp khinh thường khiến trong lòng hắn phẫn nộ tới cực điểm, nhưng trên mặt vẫn cười lạnh đầy vẻ châm chọc. Bởi vì Dương Diệp làm vậy là không biết lượng sức, đây muốn chết. Lý Nguyên cũng có phần sững sờ, hắn không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên sẽ ra tay với hắn, khi hắn lấy lại tinh thần thì đường kiếm khí kia đã đi tới trước mặt hắn. Lý Nguyên cười lạnh, nói. Không biết sống chết. Hắn vừa dứt lời thì vung tay phải lên, một ánh sáng màu tím chấn động lao ra, va chạm vào đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Lý Nguyên thoáng biến sắc, bởi vì ánh sáng màu tím của hắn đã bị đường kiếm khí này chém nát. Tốc độ của kiếm khí không giảm, vẫn lao tới trước mặt của hắn. Lý Nguyên nheo mắt lại, trong mắt có một sát ý lạnh lẽo, tay phải hắn giơ lên và đánh vào phía trên đường kiếm khí kia. Ầm. 40 đường trảm thiên bạt kiếm thuật chồng lại của Dương Diệp này bị Lý Nguyên đánh nát, nhưng bản thân Lý Nguyên cũng phải lui về phía sau 3 bước. Lý Nguyên vừa đứng vững, gương mặt đã lộ vẻ dữ tợn. Hắn không nghĩ tới mình lại bị một con kiến hôi bán thánh đẩy lùi 3 bước. Hắn là thánh giả, không thể nghi ngờ điều này là một sỉ nhục lớn. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn lên và ngẩn người, bởi vì lúc này, Dương Diệp đã cách đó nghìn trượng. Mà ở trong lòng của hắn lại là Ngọc Vô Song. Giờ phút này, Lý Nguyên mới hiểu rõ. Tất cả yêu thú cũng hiểu. Mục tiêu của Dương Diệp không phải là Tăng Viên, cũng không phải là Lý Nguyên, mà để cứu Ngọc Vô Song. Mọi người đều bị đùa bỡn. Sắc mặt Lý Nguyên tái mét, hắn là thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện lại bị một bán thánh cho đùa bỡn. Lần này, đúng là sỉ nhục lớn nhất trong cả đời hắn. Ngươi tự tìm chết. Lý Nguyên phẫn nộ hét lên một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền và cách không đánh một quyền về phía Dương Diệp đã ở cách đó mấy nghìn trượng. Dương Diệp đang ôm theo Ngọc Vô Song đang điên cuồng bắn nhanh về phía xa. Lần này, hắn dùng tới thuật ngự kiếm và cả pháp tắc tốc độ. Chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt của Lý Nguyên, hắn có thể lợi dụng kiếm vực, dẫn theo Ngọc Vô Song che giấu khí tức của mình. Tới khi đó, bọn họ lại tránh thoát được một kiếp. Ý nghĩ là tốt đẹp, nhưng thực tế lại tàn khốc. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, hắn có một cảm giác nguy hiểm, hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lấy ra dị thứ nguyên phương.
vừa lấy ra dị thứ nguyên phương, Dương Diệp đã cảm giác một lực lượng cực lớn truyền đến trên màn ánh sáng do dị thứ nguyên phương tạo ra. Lực này quá mạnh làm cho hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, Ngọc Vô Song trong ngực hắn cũng phun ra máu. Nhưng cũng may là Dương Diệp nhận phần lớn áp lực, ngũ tạng của nàng chỉ bị tổn thương rất nhỏ. Lý Nguyên đánh một quyền làm cho Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song lập tức bị thương, nhưng dưới lực đẩy của một quyền này, hai người cũng lập tức bắn vào trong rừng rậm cách đó mấy nghìn trượng. Muốn chạy trốn sao? Hai người Dương Diệp vừa bị đánh vào trong rừng rậm thì giọng nói của Lý Nguyên đã vang lên lần nữa, tiếp theo, một bàn tay khổng lồ vỗ mạnh xuống. Tất cả mảnh rừng rậm chỗ hai người Dương Diệp rơi xuống đều hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của Lý Nguyên. Lúc này, hắn ôm thật chặt Ngọc Vô Song, xung quanh chính là dị thứ nguyên phương. Tuy nó ngăn cản một chưởng của Lý Nguyên nhưng Dương Diệp cũng không tốt hơn. Lúc này khóe miệng hắn đầy máu tươi, vẻ mặt cũng tái nhợt. Ngược lại, Ngọc Vô Song trong ngực hắn vẫn tốt hơn nhiều. Dù sao hắn đã đỡ 9 phần uy lực trong một chưởng kia của Lý Nguyên. Thả ta xuống, bản thân ngươi trốn đi. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp nói. Bốp! Dương Diệp vỗ một cái vào trên mông của Ngọc Vô Song, quát. Câm miệng cho ta, bây giờ, nàng leo lên trên lưng ta. Vòng xoáy nhỏ đóng lại nên không có cách nào chứa được người, bởi vì kiếm linh ngủ say, hắn cũng không dám bỏ Ngọc Vô Song vào không gian của vỏ kiếm cổ, bất đắc dĩ chỉ có thể cõng Ngọc Vô Song. Sau khi cõng Ngọc Vô Song ở trên lưng, cả người Dương Diệp lại hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía xa. Sau khi hắn rời đi được vài giây, Lý Nguyên đã xuất hiện ở chỗ hắn đứng lúc trước. Ở trước mặt ta mà cũng muốn trốn à, thật buồn cười. Lý Nguyên cười lạnh, cơ thể thoáng di chuyển và lập tức biến mất. Ngay sau đó, Lý Nguyên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tuy nhiên lúc này Dương Diệp không chạy, mà đứng tại chỗ, hai mắt khép hờ, một thanh ý kiếm kề sát mi tâm của hắn. Ngọc Vô Song ngồi dưới đất, ngay bên cạnh hắn. Thế nào, người không chạy nữa sao? Lý Nguyên châm chọc nói. Hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt này, vẻ mặt Lý Nguyên lập tức biến đổi. Nhất định phải sống sót trở về. Một. Vào giây lát khi Dương Diệp mở mắt ra, Lý Nguyên lập tức sởn tóc. Gáy. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của Lý Nguyên giờ phút này, không cần phải nói, nguy hiểm này chắc chắn đến từ Dương Diệp. Trong lòng Lý Nguyên kinh hãi, bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra. Vì sao một con kiến hội cấp bán thánh sẽ cho hắn cảm giác nguy hiểm này? Không đợi hắn có phản ứng, một thanh kiếm đã đi tới trước mặt của hắn. Nhanh, hết sức nhanh, nhanh đến mức hắn không có cách nào tránh né được. Mạnh mẽ khác thường, mạnh mẽ đến mức làm cho hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, bởi vì đây là kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự cộng thêm kiếm kỹ thần giai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xoẹt. Một cánh tay mang theo máu tươi bay lên không trung. Kiếm quang tiêu tan, Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đã biến mất khỏi đó. Chỉ còn lại Lý Nguyên có chút đờ đẫn. Lúc này cánh tay phải của hắn đã không còn. Ở trong mắt hắn chỉ còn kinh ngạc cùng khó có thể tin nổi. Kiếm ý cảnh giới hư vô. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy được, hắn tuyệt đối sẽ không tin ở Thanh Châu này có người mới hơn 20 tuổi lại lĩnh ngộ được kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự. Đây là ý cảnh của cảnh giới hư vô đấy. Trong lòng Lý Nguyên vẫn đang chấn động. Rất lâu sau, hắn hít sâu một hơi và nhìn cánh tay nằm trên mặt đất, trong mắt hắn dần dần trở nên lạnh lùng. Trước đó hắn căn bản không có cách nào tránh né được một kiếm kia, cũng không có si cách nào làm ra phản kích, bởi vì hắn trở tay không kịp. Nếu như ngay từ lúc đầu hắn đã đề phòng, cho dù một kiếm kia có mạnh mẽ mấy, cũng không thể chặt đứt được một cánh tay của hắn, bởi vì Dương Diệp dù sao cũng chỉ là bán thánh. Nhìn cánh tay kia vài giây, sự lạnh lùng trong mắt Lý Nguyên dần dần biến thành sát ý lạnh lẽo. Tuyệt đối không thể mặc cho người này trưởng thành lên được. Lý Nguyên lập tức biến mất. Lần này, hắn đã có cái nhìn khác về Dương Diệp. Ở trong mắt hắn, Dương Diệp vốn nhiều lắm chỉ là một thiên tài có chút thiên phú yêu nghiệt. Nhưng cho dù yêu nghiệt thì vẫn chưa đủ để một thánh giả như hắn coi trọng. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy để cho Dương Diệp trưởng thành tiếp. Sau này Vân Tiêu Thánh Điện sẽ gặp phiền toái lớn. Hơn nữa, hắn cũng nhất định phải đưa về Ngọc Vô Song. Bởi vì điều này liên quan đến việc nâng cao thực lực cho Lâu Thiên Tiêu.
thực lực của Lâu Thiên Tiêu lại liên quan tới tương lai của Vân Tiêu Thánh Điện. Cho nên, bất kể như thế nào thì Dương Diệp này cũng phải chết, hắn cũng nhất định phải mang Ngọc Vô Song về cho Lâu Thiên Tiêu. Ngay từ lúc đầu, Lý Nguyên còn có thể cảm giác được khí tức Dương Diệp, nhưng chẳng bao lâu, khí tức Dương Diệp đã biến mất giống như bốc hơi vậy. Điều này làm cho Lý Nguyên nhíu mày không hiểu. Trầm ngâm một lát, lực tinh thần của Lý Nguyên điên cuồng tuôn ra, lập tức bao phủ ở trong phạm vi vạn dặm. Ở trước lực tinh thần mạnh mẽ của hắn, trong phạm vi vạn dặm cho dù là một con kiến hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng hắn lại không nhìn thấy Dương Diệp. Điều này làm cho hắn càng nhíu mày chặt hơn, bởi vì lấy tốc độ của Dương Diệp thì căn bản không thể chạy ra ngoài vạn dặm trong thời gian ngắn như vậy. Nói cách khác, Dương Diệp này nhất định còn ở bên trong vạn dặm, chẳng qua đã dùng phương pháp nào đó mà mình không biết để ẩn nấp. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên cười lạnh, nói. Ta xem ngươi có thể ẩn trốn được bao lâu. Hắn nói xong, lực tinh thần phun mạnh ra ngoài, không chỉ bao trùm mặt đất bên trong phạm vi vạn dặm, ngay cả không trung cũng bị tinh thần lực của hắn bao trùm. Có thể nói, bên trong phạm vi vạn dặm, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay gì, hắn đều có thể biết được. Trong rừng rậm sâu bên trong dãy núi, Dương Diệp ôm Ngọc Vô Song treo người ở trong tán cây. Ngươi mang ta theo sẽ không chạy thoát được đâu. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp, trong mắt có vẻ phức tạp. Lúc bị bắt, thật ra nàng đã tính kết thúc tính mạng của mình. Bởi vì bây giờ không chết, sau này có thể sẽ sống không bằng chết. Nhưng nàng không ngờ Dương Diệp tự nhiên lại tới, hơn nữa còn ở dưới tình huống biết cường giả cảnh giới thánh giả bắt nàng. Giờ phút này, trong lòng Ngọc Vô Song vô cùng phức tạp. Ném nàng ở đây, ta chắc chắn sẽ chạy trốn được. Dương Diệp nói, bởi vì có kiếm vực bao trùm, nên giọng nói của hắn căn bản không truyền ra ngoài. Nhưng ngươi không muốn làm như vậy, đúng không? Ngọc Vô Song nói. Dương Diệp mỉm cười và giơ tay khẽ xoa đầu Ngọc Vô Song, nói. Nếu biết, vậy đừng nói nhảm nữa. Có thời gian suy nghĩ những chuyện này, còn không bằng giúp ta nghĩ xem chúng ta nên trốn ra ngoài thế nào. Cho dù kiếm vực có thể che giấu khí tức của hắn, nhưng đối phương là một thánh giả. Không cần suy nghĩ, lúc này đối phương chắc chắn đang dùng lực tinh thần tìm kiếm hắn. Lấy thực lực của đối phương, lực tinh thần có thể tùy tiện bao trùm phạm vi mấy vạn dặm. Cho nên hắn căn bản không dám đi ra ngoài, nếu như chỉ có một mình hắn thì không sao. Nhưng bây giờ dẫn theo Ngọc Vô Song, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Ta vừa mới nhìn thấy, ngươi hình như chặt đứt một cánh tay của hắn. Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đáng tiếc vào lúc mấu chốt hắn đột nhiên di chuyển, nếu không, một kiếm kia lại có thể làm cho đầu của hắn phải dọn nhà. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Không nghĩ tới kiếm ý của người đã là cảnh giới hư vô, người trẻ tuổi như vậy lại nắm giữ kiếm ý cảnh giới hư vô, sau này tiền đồ nhất định khó lường. Người không cần thiết phải vì ta mà mạo hiểm như vậy, không đáng đâu. Lúc này trong lòng nàng cũng đặc biệt chấn động, nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy thì căn bản khó có thể tưởng tượng được kiếm ý của Dương Diệp đã là cảnh giới hư vô, hơn nữa còn chặt đứt cánh tay của một cường giả cảnh giới thánh giả. Đây chính là cường giả cảnh giới thánh giả đấy. Còn Dương Diệp thì sao? Hắn chẳng qua là một bán thánh, hơn nữa còn là một bán thánh vừa thăng cấp. Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song, nói. Không phải nàng rất thông minh sao? Tại sao cứ vờ ngớ ngẩn trên chuyện này vậy? Đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa, được không? Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó mới khẽ gật đầu, ôm chặt lấy Dương Diệp, áp đầu vào trước ngực của Dương Diệp, nói. Đối phương là thánh giả, ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất kỳ mưu trí nào cũng chỉ là mây bay. Bây giờ chúng ta chỉ có một con đường, đó là trở lại Vân Hải Thành. Chỉ cần trở lại Vân Hải Thành, thánh giả của Thanh Đạo Môn sẽ ra tay ngăn cản thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh. Khi đó, chúng ta mới xem như là an toàn. Nhưng nếu như ta không đoán sai, lúc này thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh chắc chắn đang canh giữ tất cả những con đường chúng ta có thể quay về Vân Hải Thành. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, ban đầu hắn định để lộ chính mình sau đó dụ thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh giỏi đi. Nhưng chỉ cần hắn rời khỏi Ngọc Vô Song, trong giây lát nàng cũng sẽ bị lộ. Khi đó, lấy thực lực của Ngọc Vô Song thì căn bản không có sức đánh trả. Cho nên, hắn chỉ có thể dẫn theo Ngọc Vô Song. Cũng chính vì vậy, lúc này hắn rơi vào tình cảnh khó xử. Thật ra còn có một biện pháp không phải là biện pháp, đó chính là chờ.
Chờ đám người viện trưởng từ trong hư không trở lại, khi đó, chúng ta tất nhiên sẽ được cứu. Hoặc đợi đến khi thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh buông tha chúng ta. Ngọc Vô Song nói. Nhưng hai điểm này đều không thực tế lắm, bởi vì chúng ta không chết, đám người Thiên Lang Vương nhất định sẽ tiếp tục dây dưa với đám người viện trưởng. Thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh nhất định phải bắt được ta, cho nên. Ong! Vào thời khắc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng phía chân trời. Tiếp theo, giọng nói Lục Uyển Nhi đột nhiên vang lên. Mau dẫn Vô Song quay về Vân Hải Thành. Lục Uyển Nhi vừa dứt lời, vô số đường kiếm quang phóng lên cao, lập tức che phủ phía chân trời. Con kiến hôi! Tiếng hét phẫn nộ của Lý Nguyên vang lên. Để cho hắn mang về Ngọc Vô Song, Lục Uyển Nhi vì đã ra tay ngăn cản thánh giả, kéo dài thời gian cho hắn. Lúc này, tâm thần Dương Diệp run rẩy, trong đầu lập tức trống rỗng. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã lấy lại tinh thần, sau đó ôm lấy Ngọc Vô Song trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía Vân Hải Thành. Giờ phút này, Dương Diệp phát huy tốc độ đến mức cao nhất, với pháp tắc tốc độ được phát huy toàn lực, tốc độ của hắn nhanh đến mức gần như xé rách không gian. Nhưng với Dương Diệp, như vậy còn chưa đủ nhanh. Nhanh, lại nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn một chút. Trong lòng Dương Diệp điên cuồng gầm hét, tốc độ của hắn đã càng lúc càng nhanh, mãi đến khi cuối cùng không gian quanh hắn thật sự bị vỡ ra. Năm hơi thở sau, Dương Diệp ôm Ngọc Vô Song xuất hiện ở dưới cửa thành Vân Hải Thành. Hắn đặt Ngọc Vô Song ở trước cửa thành, không hề nói gì đã xoay người rời đi. Sống sót trở về, mang theo nàng cùng trở về. Ngọc Vô Song hét lớn, Dương Diệp đã hóa thành kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn Dương Diệp biến mất ở cuối tầm mắt, cơ thể Ngọc Vô Song không ngừng run lên. Sống sót trở về, nhất định phải sống sót trở về. Chờ ta, chờ ta. Dương Diệp tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Lúc này, tóc hắn cũng biến thành màu đỏ, trong mắt hắn đầy vẻ điên cuồng cùng lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ, Lục Uyển Nhi tuyệt đối không thể là đối thủ của thánh giả Điện Vân Tiêu Thánh. Nàng ra tay với thánh giả chính là hành động tìm chết. Sức lực của một con kiến hôi mà cũng dám đấu với thánh giả sao? Lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng quát lạnh của Lý Nguyên. Tiếp theo, từng tiếng năng lượng nổ lớn truyền đến. Phía chân trời có một bóng người nặng nề rơi xuống đất. Ầm, mặt đất run lên, trăm dặm xung quanh chỗ bóng người rơi xuống đã bị lực lượng chấn động biến thành hư vô. Bóng đen này là Lục Uyển Nhi. Không, Dương Diệp chạy tới và nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vành mắt hắn lập tức muốn nứt ra, từ trong cơ thể Dương Diệp tràn ra sát ý ngập trời, trăm trượng xung quanh hắn đều bị nhuộm thành màu đỏ. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Lục Uyển Nhi, lúc này ngay cả hắn cũng không nhận ra Lục Uyển Nhi. Cả người nàng đầy máu và thịt mơ hồ, kinh mạch xương cốt đều vỡ, khí tức yêu đến mức không thể nhận ra. Không chỉ có vậy, đan điền của Lục Uyển Nhi cũng vỡ nát. Đầu Dương Diệp trống rỗng, hắn quỳ ở trước mặt Lục Uyển Nhi. Nhìn nàng nằm ở trên mặt đất với hình dạng máu thịt mơ hồ, Dương Diệp lắc đầu đầy thống khổ nói. Ta hận, thật sự hận, hận mình không có năng lực. Đây là do người quá yếu. Lý Nguyên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, lạnh lùng nói. Dương Diệp, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng Vân Tiêu Thánh Điện ta thì người còn có đường sống. Nếu không tổ tông người à. Dương Diệp quay đầu lại bỗng nhiên quát mắng Lý. Nguyên. Hắn vừa dứt lời đã lập tức biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Lý Nguyên. Cùng lúc đó, mũi kiếm đâm thẳng vào giữa chân mày Lý Nguyên. Con kiến hôi! Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng và vung tay phải lên. Một kình khí chấn động khiến Dương Diệp bắn ra nghìn trường. Lý Nguyên vừa muốn ra tay thì chợt nhíu mày, bởi vì ở đó đột nhiên xuất hiện một người áo đen. Người này cõng Lục Uyển Nhi và chạy về phía Vân Hải Thành. Còn muốn chạy, chết cho ta. Lý Nguyên phẫn nộ hét lên một tiếng và muốn ra tay. Mà lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tay phải nắm chặt thành quyền đánh về phía trước. Quyền vừa đánh ra, một thanh kiếm đã đi tới trước mặt hắn. Quyền và kiếm va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ vang, Lý Nguyên liên tục lùi lại 10 bước, nắm đấm của hắn đã bị rách, máu tươi tràn ra. Nhất niệm thuấn sát. Một kiếm này chính là nhất niệm thuấn sát của Dương Diệp. Ở dưới sự gia tăng của kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự, một kiếm này của hắn không chỉ chặn lại một đòn của Lý Nguyên,
còn làm Lý Nguyên bị tổn thương. Nếu để cho người ngoài biết Dương Diệp đánh một kiếm tổn thương Lý Nguyên, tên Dương Diệp nhất định sẽ trở thành tồn tại nổi bật nhất Thanh Châu, bởi vì Dương Diệp mới bán thánh bình thường. Bán thánh bình thường đánh cho thánh giả bị thương, trong lịch sử của Thanh Châu tuyệt đối không vượt quá một bàn tay. Nắm đấm của Lý Nguyên chống đỡ kiếm của Dương Diệp, vẻ mặt có chút khó coi. Uy lực một kiếm này của Dương Diệp rất lớn, lớn đến mức ngay cả hắn cũng phải thận trọng tình trạng ứng phó. Cũng chính bởi vậy, lúc này trong lòng hắn đã hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ chiêu mộ Dương Diệp. Loại thiên tài này chết đi vẫn làm hắn yên tâm hơn. Trương mắt Lý Nguyên chợt lóe lên vẻ dữ tợn. Tiếp theo, một khí thế khủng khiếp tràn ra khỏi cơ thể của Lý Nguyên. Chết đi! Lý Nguyên phẫn nộ hét lên một tiếng, quyền chợt xoay tròn. Dương Diệp lại bị đánh bay đi. Lý Nguyên thừa thắng xông lên, một quyền cách không đánh về phía Dương Diệp. Một nắm đấm năng lượng thật lớn trực tiếp đập nát không gian, lập tức đánh vào trên thân Dương Diệp. Dương Diệp lại bay ngược gần nghìn trượng, tuy nhiên không có vấn đề gì, bởi vì vào thời điểm quan trọng hẳn đã lấy ra dị thứ nguyên phương, nó thay hắn ngăn cản phần lớn lực lượng của Lý Nguyên. Thần khí! Lý Nguyên nheo mắt lại, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới khối vuông màu xanh nhiều lần bảo vệ Dương Diệp lại là một món thần khí. Cho dù là ở Vân Tiêu Thánh Điện, thần giai cũng thuộc về vật phẩm hiếm có. Ngươi cho rằng thần khí có thể bảo vệ được ngươi sao? Thần khí tuy mạnh, nhưng chủ nhân sử dụng nó quá yếu, cho nên ngươi vẫn nên chết đi. Lý Nguyên vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ che trời đã ngoan độc rơi xuống, lập tức đi tới trên đỉnh đầu của Dương Diệp, muốn đập hắn thành bột mịn. Bàn tay khổng lồ trong ẩn chứa uy áp khủng khiếp, trực tiếp làm cho mặt đất dưới chân của Dương Diệp sụp xuống thành một vực sâu không đầy. Uy lực của thánh giả khủng khiếp như vậy. Nhìn bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự hung ác. Cổ tay thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trong tay hắn, ý kiếm được đút vào vỏ kiếm cổ rồi chợt rút ra. Bù! 40 tầng kiếm khí chồng chất lướt qua trời cao, lập tức đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Kiếm khí tiêu tan, bàn tay khổng lồ chấn động mạnh. Nhưng trong phút chốc, lại một kiếm khí chồng chất 40 đường đánh vào trên bàn tay khổng lồ. Đường kiếm khí thứ 5 đánh vào trên bàn tay khổng lồ làm nó chấn động mạnh, sau đó trên không trung ầm ầm vỡ. Phun ra! Lý Nguyên nheo mắt nhìn cảnh tượng như vậy diễn ra. Hắn không nghĩ tới một đòn nghiêm túc của mình lại bị Dương Diệp phá giải. Khi hắn đang muốn ra tay lần nữa, lúc này, giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên trong không trung. Lão cẩu, chết cho ta! Hắn vừa dứt lời lúc, một đường kiếm quang đã xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên. Nhất niệm thuấn sát! Lần này, Dương Diệp lại thi triển ra nhất niệm thuấn sát. Lý Nguyên cười lạnh, dưới tình huống bất ngờ, một chiêu này còn có thể uy hiếp được hắn, nhưng dưới tình huống hắn đã đề phòng, uy hiếp của một chiêu này gần như không đáng kể. Vào lúc hắn chuẩn bị ra tay lần nữa, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Bởi vì một lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn. Lực lượng của vực. Giờ phút này, vẻ mặt Lý Nguyên tái ải. Hắn dĩ nhiên biết Dương Diệp nắm giữ kiếm vực, nhưng trước đó Dương Diệp vẫn không thi triển ra, bởi vậy làm cho hắn hoàn toàn quên mất chuyện này. Bây giờ Dương Diệp đột nhiên thi triển, có thể nói là hoàn toàn đánh cho hắn trở tay không kịp. Tuy nhiên hắn phản ứng không chậm. Vào giây phút Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, hắn đã đánh một chưởng về phía trước. Chỉ có điều vào lúc hắn ra tay, hắn kinh hãi phát hiện tay mình nặng giống như trăm vạn cân. Lúc này, tốc độ nhất niệm thuấn sát của Dương Diệp lại đột nhiên tăng lên gấp bội. Cứ như vậy, kiếm của Dương Diệp trực tiếp đâm vào trước ngực của Lý Nguyên, nhưng không có cách nào tiến thêm một bước. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, khi chú ý nhìn, hắn chỉ thấy dưới trang phục của Lý Nguyên có một bộ giáp mềm màu vàng. Kiếm của hắn đâm vào trên bộ giáp mềm này chỉ làm cho giáp mềm lõm xuống, nhưng không hề bị hư hỏng. Thần giai! Dương Diệp đang muốn lùi lại, nhưng lúc này Lý Nguyên đã xông tới, đánh một chưởng vào trước ngực của Dương Diệp. Âm! Dương Diệp trực tiếp cong người và bay ra về phía sau. Lý Nguyên thò tay về phía trước và nắm chặt, quát. Trời đất làm lồng giam! Vừa dứt lời, Dương Diệp lập tức đập vào trên một tầng hàng rào không gian vô hình. Tiếp theo, không gian xung quanh Dương Diệp đều biến thành hàng rào không gian, những hàng rào không gian này giống như một lồng giam kiên cố vậy, giam cầm Dương Diệp. Vỡ! Giọng nói của Lý Nguyên vang lên lần nữa. Hắn vừa dứt lời, những hàng rào không gian xung quanh Dương Diệp tự nhiên nổ mạnh,
một vòng xoáy không gian màu đen rất lớn lập tức nhấn chìm Dương Diệp. Ngay sau đó, một hố đen rất lớn màu đen xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên, Dương Diệp đã biến mất. Nhìn hố đen trước mặt, khóe miệng Lý Nguyên cong lên cười lạnh nói. Dương Diệp, người đúng là yêu nghiệt, nhưng vậy thì thế nào? Ở trước mặt thánh giả, người giống như con kiến hôi. Mà vào lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy trong hố đen này lóe ra một đạo kiếm quang sáng như tuyết, tốc độ của kiếm quang rất nhanh, lập tức đi tới trước mặt Lý Nguyên còn đang cười lạnh. Trong lòng Lý Nguyên sợ hãi, hắn không nghĩ tới Dương Diệp này vẫn sống sót. Bởi vì hắn cho rằng Dương Diệp đã chết, nên trước đó hoàn toàn bỏ qua sự đề phòng. Kiếm quang này xuất hiện đã thật sự làm cho hắn trở tay không kịp. Tuy nhiên hắn cuối cùng vẫn là thánh giả, phản ứng của huyền giả bình thường làm sao có thể so sánh được. Hắn lập tức muốn ra tay, nhưng vào lúc này, hai lực lượng vô hình đột nhiên ép xuống người hắn. Kiếm vực, kiếm ý cảnh giới hư vô. Trương lòng Lý Nguyên hoảng hốt, lúc này, hắn đã không thời gian suy nghĩ chuyện gì khác, bởi vì thanh kiếm kia đã đi tới cách đỉnh đầu hắn không đến 1 cm. Vào thời điểm quan trọng, Lý Nguyên nghiêng đầu qua một bên. Bù! Nửa bên mặt cùng cánh tay phải của Lý Nguyên trực tiếp rời khỏi cơ thể, máu tươi phun ra giống như suối. Nhưng cho dù là vậy, Lý Nguyên cũng làm ra phản kích, đạp một cước vào bụng của Dương Diệp lại bay ra ngoài. Dương Diệp miễn cưỡng dừng lại trên không trung, hắn không ra tay với Lý Nguyên nữa, mà cơ thể thoáng cái đã biến mất ở cuối chân trời. Lý Nguyên không đuổi theo Dương Diệp, hình dáng của Lý Nguyên lúc này có thể nói là vô cùng dữ tợn đáng sợ, nửa bên mặt không còn, mắt phải thiếu chút nữa bị chém rơi. Không chỉ có vậy, hai cánh tay hắn không còn, ban đầu hắn là thánh giả, chân bị đứt có thể lập tức mọc ra. Nhưng Dương Diệp sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô chém rơi hai cánh tay của hắn. Bởi vậy nếu như không có vật bên ngoài giúp đỡ, hắn căn bản không có cách nào mượn linh khí trời đất khiến phần bị đứt mọc lại được. Lần này, Lý Nguyên không phẫn nộ mà chỉ bình tĩnh, rất bình tĩnh. Từ lúc giao đấu cùng Dương Diệp tới nay, ban đầu hắn khinh thường Dương Diệp, sau đó là chú ý, đến cuối cùng thành coi trọng. Nhưng hắn vẫn không thật sự nghiêm túc, cho dù trước đó Dương Diệp chặt đứt một cánh tay của hắn, hắn cũng không thật sự nghiêm túc chiến đấu, chỉ tự trách mình khinh địch. Quả thật, một thánh giả làm sao có thể xem một bán thánh là đối thủ cùng cấp được. Hắn không có làm như thế, bởi vậy mới phải trả giá đắt. Dương Diệp. Lý Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng ghi nhớ hai chữ này. Dương Diệp trở lại Vân Hải Thành. Cho dù vào giây phút cuối cùng hắn đã chiếm thượng phong, nhưng đây chỉ là ngoài mặt. Nói cho cùng, Lý Nguyên còn chưa thật sự nghiêm túc, hắn lại bị dồn vào đường cùng. Nếu hắn không đi, có khả năng vĩnh viễn không đi được. Lần giao đấu này làm cho hắn hiểu rõ sự khủng khiếp của cường giả cảnh giới thánh giả. Nhưng còn may là hắn chưa tới tình trạng tuyệt vọng. Vứt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu, lực tinh thần của Dương Diệp đảo qua, cuối cùng hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Vân Hải Lâu. Trương gian phòng của Dương Diệp, Lục Uyển Nhi nằm trên giường với hình dạng máu thịt mơ hồ. Bên giường là Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh, còn có một lão giả mặc áo bào đen. Lão giả áo bào đen nhìn Lục Uyển Nhi rất lâu, sau đó lắc đầu, nói. Có thể chuẩn bị hậu sự. Trong lòng Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh thầm cả kinh, Ngọc Vô Song đang muốn nói thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Dương Diệp xuất hiện. Tất cả đều ra ngoài đi. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Lục Uyển Nhi, giọng điệu không cho phép người khác được nghi ngờ. Nói chuyện khách sáo một chút. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói. Thương Thanh Ánh sợ hai người xích mích, lập tức vội. Vàng nói. Dương Diệp, vị này chính là tiền bối Chu Nguyên của Thanh Đạo Môn, tiền bối là thánh giả. Thương Thanh Ảnh rất sợ Dương Diệp kích động, nên nhấn mạnh hai chữ thánh giả. Dương Diệp không để ý tới Thương Thanh Ảnh, mà nói. Ta nói tất cả đều ra ngoài. Lão già mặc áo bào màu đen này cũng tức giận, lập tức lạnh lùng nói. Ngày hôm nay lão phu không ra ngoài. Ngươi có thể làm gì? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía lão giả áo bào đen. Thanh đạo môn còn có bao nhiêu thiên tài có thể chết nữa? Nghe được Dương Diệp nói những lời này, vẻ mặt của lão giả áo bào đen lập tức trở nên khó coi. Trước đây Dương Diệp đánh lên thanh đạo môn, làm cho danh dự của thanh đạo môn bị quét ra rác, chuyện này vẫn là một sự sỉ nhục đối với thanh đạo môn. Cho dù tổ sư thanh đạo môn đứng ra bảo thanh đạo môn không được tìm Dương Diệp báo thù.
nhưng rất nhiều người thanh đạo môn, đặc biệt là những cường giả thánh giả bọn họ đều thật sự khó có thể nuốt được cơn giận này xuống. Nhưng bởi vì tổ sư có lệnh, bọn họ khó nuốt cũng phải nuốt. Nhưng bởi vì tổ sư có lệnh, bọn họ khó nuốt cũng phải nuốt. Mà bây giờ, Dương Diệp lại nhắc tới chuyện này ở trước mặt hắn, điều này giống như đang vạch trần vết sẹo của hắn, bởi vậy, vẻ mặt Chu Nguyên lập tức trầm xuống. Trong gian phòng, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương. Dương Diệp không quan tâm tới vẻ mặt thâm trầm của Chu Nguyên, mà nhìn thẳng vào hắn nói. Trong vòng 10 hơi thở, nếu như người vẫn ở trong phòng, ngày mai ta lại lên thanh đạo môn, khiêu chiến với thiên tài thanh đạo môn cho đến khi thiên tài của thanh đạo môn người đều chết hết. Có lẽ ngươi không có cơ hội này đâu. Chu Nguyên gằn giọng nói. Ngươi muốn thử không? Dương Diệp nói. Chu Nguyên muốn nói, nhưng Ngọc Vô Song đột nhiên nói. Tiền bối Chu Nguyên, Dương Diệp không có ác ý, có lẽ hắn có thể trị liệu cho Uyển Nhi, chỉ là chúng ta không tiện ở lại nên hắn mới bảo chúng ta ra ngoài thôi. Trị liệu? Chu Nguyên cười lạnh, nói. Kinh mạch xương cốt của nữ tử này đều vỡ nát, ngũ tạng lục phủ cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa đan điền của nàng cũng bị nghiền nát, lúc này trừ khi là có linh dược thiên địa từ thần giai trở lên mới có thể cứu nàng một mạng. Nhưng cho dù cứu sống lại thì có ý nghĩa gì? Đan điền nàng bị nghiền nát, có sống sót cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Sắc mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn. Lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên kéo tay của Dương Diệp lại, ngăn cản hắn làm ra hành vi kích động. Nàng nhìn Chu Nguyên, nói. Tiền bối, người chắc hẳn hiểu rõ tính cách của Dương Diệp. Hắn không phải là một người lấy đại cục làm trọng, nếu như ngươi cứ kéo dài thời gian, ta có thể bảo đảm thanh đạo môn ngươi có thể còn thảm hơn lần trước. Về phần cổ kiếm trai có thể bảo vệ hắn hay không? Ha ha, lúc này Lục Uyển Nhi đã như vậy, Dương Diệp sẽ là hy vọng duy nhất của cổ kiếm trai. Nếu như Dương Diệp phát điên muốn trả thù thanh đạo môn ngươi, ngươi xem thử cổ kiếm trai sẽ bảo vệ hắn, hay là để ý tới đại cuộc. Chu Nguyên nhìn Ngọc Vô Song một lát, sau đó cười lạnh và xoay người đi ra ngoài cửa. Khi đi tới cửa, hắn ngừng lại, nói. Dương Diệp, nhân quả tuần hoàn, lúc đầu ngươi lên thanh đạo môn ta sỉ nhục thanh đạo môn ta, hôm nay, ngươi nên nhận lấy báo ứng. Ta vốn có thể ra tay ngăn cản đối phương bắt tiểu nữ hài này, lúc trước cũng có thể ngăn cản Lý Nguyên, nhưng ta không làm thế. Vì sao? Bởi vì ta muốn xem thử kết quả thê thảm của ngươi. Chu Nguyên nói xong thì cười ha ha, sau đó biến mất khỏi gian phòng. Dương Diệp nhìn ra cửa rất lâu, sau đó thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Lục Uyển Nhi nằm ở trên giường, nói. Các ngươi đi ra ngoài đi. Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh khẽ gật đầu, rời khỏi gian phòng. Sau khi ra ngoài, Ngọc Vô Song lập tức nói. Thông báo với thánh giả của cổ kiếm trai, nói Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi đang gặp nguy hiểm. Bất kể thế nào cũng phải bảo bọn họ chạy tới đây. Ngươi nói, tiền bối Chu Nguyên này có thể sẽ hại Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi sao? Thương Thanh Ảnh kinh ngạc nói. Ngoài sáng thì dĩ nhiên sẽ không làm vậy. Ngọc Vô Song nói. Hắn còn không ngu như vậy, ngoài sáng hại chết Lục Uyển Nhi cùng Dương Diệp, cho dù hắn là thánh giả cũng chắc chắn phải chết. Ngoài sáng không làm, nhưng hắn sẽ ngầm giết hại. Giống như lần này, chỉ cần hắn không làm gì cả, lại có thể khiến cho Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi thiếu chút nữa thì chết đi. Thương Thanh Ảnh trầm ngâm rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt đầy vẻ buồn rầu. Nhân loại, khó có thể bảo vệ được. Trong gian phòng, Dương Diệp cởi sạch trang phục trên người Lục Uyển Nhi, lúc này nàng bị thương rất nghiêm trọng, có thể nói, cho dù hắn nắm giữ huyền khí nghịch thiên như Hồng Mông Tử Khí, cũng không chắc có thể trị liệu được thương thế của Lục Uyển Nhi. Lục Uyển Nhi từ trong tới ngoài đều bị thương rất nghiêm trọng, đặc biệt là ngũ tạng lục phủ của nàng. Lúc này ngũ tạng lục phủ của Lục Uyển Nhi bắt đầu chậm rãi suy yếu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn vừa vào gian phòng lại muốn mọi người ra ngoài. Bởi vì tình hình khẩn cấp, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Dương Diệp thả vật nhỏ màu trắng phóng ra, vật nhỏ màu trắng vốn đang ngủ lại bị Dương Diệp đánh thức. Nó liếc mắt nhìn Dương Diệp với vẻ u oán. Dương Diệp khẽ xoa vật nhỏ màu trắng, nói. Tiểu Bạch, giúp ta hấp thu linh khí. Vì là toàn thân vật nhỏ màu trắng như tuyết, cho nên theo Tử Điêu đề nghị, Dương Diệp lại gọi nàng là Tiểu Bạch. Nghe được hấp thu linh khí, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên liền vội vàng gật đầu.
không nên quá nhanh, đủ cho ta sử dụng là được. Dương Diệp nói xong, hai tay đặt ở trên bụng Lục Uyển Nhi, sau đó vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động. Tiếp theo, từng tia hồng mông tử khí từ bên trong vòng xoáy nhỏ bắt đầu tràn ra, cuối cùng xuyên qua kinh mạch hắn và lao vọt về phía trong cơ thể Lục Uyển Nhi. Mặc dù vòng xoáy nhỏ vẫn chưa khôi phục lại bình thường, nhưng đã có sự ăn ý nhất định với hắn. Có thể nói, lúc này vòng xoáy nhỏ đã không giống như trước đây, không cần hắn cầu xin hoặc cưỡng bức mới có thể cho hồng mông tử khí. Bây giờ, chỉ cần hắn phải, vòng xoáy nhỏ sẽ cho. Tiểu Bạch bắt đầu hấp thu linh khí. Linh khí xung quanh nhanh chóng tràn về phía Dương Diệp, cuối cùng tiến vào vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp, sau đó được vòng xoáy nhỏ chuyển đổi thành hồng mông tử khí, cuối cùng chuyển đến trong cơ thể Lục Uyển Nhi. Được hồng mông tử khí không ngừng chữa trị, vết thương của Lục Uyển Nhi dần dần xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Những vết thương ngoài da cũng nàng bắt đầu chóc ra và mọc ra non. Không chỉ có vậy, phần xương gãy và kinh mạch bị đứt trong cơ thể Lục Uyển Nhi cũng đang từ từ được chữa trị, cho dù chậm nhưng đúng là đang khôi phục. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tảng đá lớn trong lòng Dương Diệp cuối cùng cũng rơi xuống. Thời gian trôi qua từng chút một, sau một canh giờ, phía ngoài cơ thể của Lục Uyển Nhi đã khôi phục bình thường, Lục Uyển Nhi trần truồng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Trong mắt hắn hoàn toàn không có vẻ dâm tục, chỉ có sự vui mừng. Nếu như Lục Uyển Nhi thật sự xảy ra chuyện gì, sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn, phải nói là cả đời hắn cũng sẽ không tha thứ mình. Cũng may vẫn còn kịp thời cứu lại được. Một ngày sau, bên ngoài cơ thể của Lục Uyển Nhi đã hoàn toàn bình thường, tuy nhiên lúc này đã mọc ra da mới, nhưng có lẽ vì hồng mông tử khí, trên cơ thể trắng mịn màng của Lục Uyển Nhi có chút màu tím nhạt. Bên trong cơ thể Lục Uyển Nhi cũng khôi phục rất nhanh, kinh mạch cùng xương đều gần như khôi phục bình thường, chỉ còn lại có đan điền. Liệu có thể khôi phục lại đan điền không? Trên giường, Lục Uyển Nhi vừa tỉnh lại, chuyện thứ nhất nàng hỏi chính là đan điền. Dương Diệp im lặng rất lâu sau đó mới nói. Ta không biết, trước đây chưa từng thử qua. Hy vọng có thể làm được. Lục Uyển Nhi nói. Nếu không, ta không muốn tương lai phải trở thành kẻ vô dụng đâu. Cho dù nàng có trở thành người tàn phế, nàng vẫn còn có ta mà. Dương Diệp nói. Ta sống, sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì nữa. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi đang đáng hại ta, hay là đang hổ thẹn? Dương Diệp nói. Nàng thấy sao? Lục Uyển Nhi nói. Ta không biết, cho nên ta mới hỏi ngươi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Uyển Nhi, trước đây nàng nói ta là kẻ hèn nhát trên phương diện tình cảm, bởi vì ta thường trốn tránh. Nhưng nàng cũng biết, ta trốn tránh không phải bởi vì ta nhu nhược. Mà ta không hy vọng người ta yêu phải khó chịu, người đang yêu đều ích kỷ, không có nữ nhân nào bằng lòng chia sẻ nam nhân của mình với rất nhiều nữ nhân khác. Nàng có hiểu không? Nhưng ngươi làm như thế là không công bằng, bởi vì ngươi yêu một nữ nhân của mình, lại tổn thương một nữ nhân khác. Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Đừng nói những chuyện này nữa. Ngươi lại muốn trốn tránh nữa sao? Lục Uyển Nhi nói. Nghe vậy. Cơ thể Dương Diệp khẽ run lên, một lát sau, hắn cười gượng và cầm tay của Lục Uyển Nhi lên, nói. Uyển Nhi, vừa rồi nàng hỏi ta hổ thẹn hay thương hại nàng. Bây giờ ta trả lời nàng, ta thấy rất hổ thẹn, nhưng không thương hại nàng, bởi vì yêu không cần đáng thương. Khi nhìn thấy được bộ dạng của nàng lúc đó, nàng không biết tim ta đau tới mức nào, giống như dao cắt vậy. Lúc trước, ta luôn căng thẳng, bởi vì ta sợ sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó đột nhiên ngồi dậy, tới gần Dương Diệp và nói. Ngươi tỏ tình như vậy thật sự không được tốt lắm, nhưng ta vẫn thích. Nói xong, nàng trực tiếp nâng mặt của Dương Diệp lên và hôn lên. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nhưng sau đó lại lập tức phối hợp. Chẳng bao lâu, hai tay hắn chậm rãi đặt trên lưng ngọc của Lục Uyển. Tiểu Bạch tò mò nhìn cảnh tượng như vậy, dần dần gò má nàng cũng ửng đỏ. Rất lâu sau, hai người mới tách nhau ra, trên gương mặt Lục Uyển Nhi đã ửng hồng. Dương Diệp mỉm cười và để cho Lục Uyển Nhi nằm ngang, sau đó hai tay đặt ở trên bụng của Lục Uyển Nhi, tử khí trong cơ thể tràn vào bụng của Lục Uyển Nhi. Ngươi đã nhìn hết cơ thể của ta. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Dương Diệp thoáng dừng lại, sau đó tùy tiện nói. Dù sao sớm muộn gì cũng là của ta.
Lục Uyển Nhi nổi giận, tuy nhiên trên mặt vẫn tươi cười. Bởi vì Dương Diệp cuối cùng đã không còn trốn tránh tình cảm của nàng nữa. Quan trọng nhất là nàng hiểu rõ tình cảm của Dương Diệp dành cho nàng. Hai canh giờ sau, Dương Diệp thu tay về, trên mặt lộ vẻ thâm trầm. Bởi vì hồng mông tử khí của hắn không thể chữa trị được đan điền đã vỡ nát của Lục Uyển Nhi. Mặt Lục Uyển Nhi cũng trầm xuống. Không có đan điền, sau này nàng sẽ thành kẻ tàn phế. Nàng sao có thể chấp nhận làm một kẻ tàn phế được? Sẽ có cách chữa trị đan điền. Dương Diệp an ủi. Viện trưởng có kiến thức rộng rãi, hắn nhất định sẽ có cách. Chờ cuộc chiến đấu giữa hắn cùng đám người Thiên Lang Vương kết thúc, ta sẽ đi tìm hắn. Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu và im lặng. Dương Diệp im lặng rất lâu, đột nhiên hắn vung tay phải lên, 13 người áo đen 4 con yêu thú sói xuất hiện ở trong gian phòng. Lục Uyển Nhi không hiểu, nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, có bọn họ ở đây, bên trong Vân Hải Thành này, ngoài thánh giả sẽ không có người nào có thể tổn thương được nàng. Ngươi muốn làm gì? Lục Uyển Nhi nắm tay của Dương Diệp, trong lòng cảm thấy bất an. Dương Diệp hít sâu một hơi, rút tay khỏi tay của Lục Uyển Nhi, sau đó cơ thể thoáng cái đã biến mất khỏi gian phòng. Cùng lúc đó, ngoài cửa vọng tới một câu nói. Giết thánh! Thánh giả, ngày hôm nay lại muốn giết nhìn. Một! Giết thánh! Khi nghe được những lời này của Dương Diệp, Lục Uyển Nhi sửng sốt, sau đó nàng kinh hãi vung tay phải lên mặc quần áo và lao ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng đã không nhìn thấy bóng dáng của Dương Diệp. Nữa, Lục Uyển Nhi đứng ngây ra tại chỗ. Lúc này, Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngọc Vô Song vội vàng đỡ Lục Uyển Nhi, vui vẻ nói. Uyển Nhi tỷ, tỷ không sao chứ? Lục Uyển Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng nắm tay Ngọc Vô Song, nói, Dương Diệp đâu? Có thể liên lạc với Dương Diệp không? Ngọc Vô Song hơi ngẩn người ra. Trong lòng cảm thấy bất an, nói. Lúc trước ta thấy hắn ra ngoài, có hỏi hắn đi đâu, hắn nói hắn đi làm chút việc nhỏ. Ban đầu nàng thật sự cho rằng Dương Diệp sẽ đi làm chút việc nhỏ, nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Uyển Nhi như vậy, không cần phải nói nàng cũng biết đây nhất định không là chuyện nhỏ gì. Nghĩ đến đây, Ngọc Vô Song vội vàng phát động một truyền âm phù. Một lúc sau vẫn không thấy trả lời. Vẻ mặt Ngọc Vô Song trầm xuống, nói. Uyển Nhi tỷ, hắn làm gì vậy? Hai mắt Lục Uyển Nhi chậm rãi nhắm nghiền, nói. Hắn đi giết thánh. Lúc nói chuyện, giọng nói cùng cơ thể Lục Uyển Nhi đều đang run rẩy. Thánh giả, Dương Diệp muốn giết thánh giả sao? Nghe thấy Lục Uyển Nhi nói vậy, Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh đều sửng sốt, hai mắt dần dần trợn trừng, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Giết thánh giả sao? Thương Thanh Ảnh nuốt nước bọt. Cho rằng mình đã nghe nhầm, vì vậy hỏi lại. Dưới thánh giả thì tất cả đều là con kiến hôi, những lời này tuyệt đối không phải là lời nói đùa. Đương nhiên, những lời này không phải là tuyệt đối, bởi vì trong lịch sử đã từng có người lấy tu vi bán thánh khiêu chiến thánh giả. Nhưng các nàng chưa từng nghe qua có người nào có thể lấy tu vi bán thánh chém giết thánh giả. Ít nhất ở trong lịch sử Thanh Châu này, bọn họ chưa từng nghe qua. Nhưng bây giờ Dương Diệp lại nói hắn muốn đi giết thánh. Hai nàng bị dọa sợ rồi. Hắn quá kích động. Lục Uyển Nhi lắc đầu, trong mắt đầy lo lắng. Nhưng hắn làm vậy là vì nàng. Thương Thanh Ảnh đột nhiên nói. Hắn muốn báo thù cho nàng, không phải sao. Nhưng ta hy vọng hắn có thể bình an sống sót hơn. Ánh mắt Lục Uyển Nhi nhìn phía chân trời, khẽ nói. Lúc này, không gian trước mặt Ngọc Vô Song chuyển động. Sau một lúc, vẻ mặt Ngọc Vô Song trở nên khó coi. Sao vậy? Thương Thanh Ảnh nhíu mày hỏi. Ngọc Vô Song hai tay nắm chặt lại, nói. Thánh giả của Mãng tộc, Kim Cương tộc lần lượt đi tới Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn. Bọn họ muốn đánh Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn sao? Thương Thanh Ảnh kinh ngạc nói. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói. Bọn họ muốn ngăn chặn thánh giả của Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn, nếu như ta không đoán sai, trong vòng 2 ngày tới, yêu thú sẽ tấn công thành với quy mô lớn. Thánh giả của Cổ Kiếm Trai không có cách nào chạy tới, Dương Diệp phải làm thế nào? Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Hắn sẽ sống sót trở về. Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi đột nhiên cùng nói. Nói xong, hai nàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Ở một chỗ đầm nước sâu bên trong Thiên Lang Sơn Mạch.
Dương Diệp đứng ở trước đầm nước, tay phải vung lên, một đường ánh sáng đỏ cùng xanh chợt lóe lên. Tiếp theo, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Có việc gì? Tiểu Hồng liếc mắt nhìn Dương Diệp có chút bất mãn, bởi vì trước đây nàng cùng Tiểu Thanh bị trọng thương nên phải hôn mê rất lâu. Bởi vậy, nàng rất bất mãn khi bị Dương Diệp đánh thức. Phải làm thế nào thì các ngươi mới có thể thành thánh? Dương Diệp nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu Hồng trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Thực lực của các ngươi rất mạnh, còn mạnh hơn Tăng Viên, nhưng bây giờ với ta thì vẫn còn xa mới đủ. Chỉ khi các ngươi đột phá đến thánh giả mới có thể giúp được ta. Cho nên các ngươi nói đi, các ngươi cần đá năng lượng, hay tử khí bản nguyên? Chúng ta cần tử tinh thạch, ngươi có sao? Khóe miệng Tiểu Hồng cong lên lộ vẻ châm chọc. Ong! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém về phía Tiểu Hồng, một đường kiếm khí lập tức tới trước mặt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng biến sắc, nàng không ngờ Dương Diệp nói ra tay liền ra tay, tay phải vội vàng đánh ra một chưởng. Ầm! Một tiếng động khẽ vang lên, Tiểu Hồng đã bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập vào trên vách núi phía xa, làm cả núi lớn chấn động mạnh, rất nhiều tảng đá lớn rơi xuống. Trên mặt đất, Tiểu Hồng nhìn vết kiếm đỏ tươi trên bàn tay mình, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn cùng sát ý, nói. Ngươi tự tìm chết. Vừa dứt lời, nàng lại muốn ra tay. Mà lúc này, sắc mặt nàng biến đổi, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì một lực lượng vô hình giống như vạn ngọn núi lớn đang ép xuống người nàng. Không chỉ Tiểu Hồng, giờ phút này Tiểu Thanh cũng kinh ngạc. Kiếm ý cảnh giới hư vô. Tiểu Hồng nhìn chằm chằm Dương Diệp, nói. Sao có thể như vậy được? Ngươi làm sao có thể có kiếm ý cảnh giới hư vô chứ? Dương Diệp lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng, nói. Nữ nhân, ngươi phải nhớ kỹ, ta không nợ gì ngươi cả. Cho nên ta nói muốn giúp các ngươi thành thánh, chính là hy vọng hai bên cùng hợp tác cùng có lợi, chứ không phải ta yêu cầu ngươi, càng không phải là ta nợ ngươi. Ngươi hiểu rõ chưa? Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thanh, nói. Giữa ta với nàng không có cách nào nói chuyện được, ngươi có muốn không nói chuyện, nếu như không muốn, thứ lỗi cho ta nói thẳng, bây giờ tỉ muội các nàng có thể rời khỏi ta, bởi vì ta không muốn lãng phí tử khí bản nguyên cùng thời gian của mình. Tiểu Thanh do dự một lúc, sau đó nói. Ta, chúng ta cần tử tinh thạch, cũng không nhiều lắm, một người một viên là được rồi. Chỉ cần tử tinh thạch thì các ngươi có thể thành thánh sao? Dương Diệp nhíu mày nói. Chuyện này khó tránh khỏi quá đơn giản rồi. Tiểu Thanh lắc đầu, nói. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Thành thánh thì cần phải dựa vào linh mạch, còn cần chuẩn bị trận pháp và rất nhiều thứ khác. Tuy nhiên, trước đây phụ mẫu chúng ta đã chuẩn bị cho chúng ta những thứ này rồi. Chúng ta chỉ không có tử tinh thạch thôi. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, trên bàn tay xuất hiện một viên đá màu tím, nói. Là vật này đúng không? Nhìn thấy viên tử tinh thạch trong tay Dương Diệp, hai nàng quá khiếp sợ. Tiểu Thanh còn thất thanh nói. Ngươi làm sao có thể có tử tinh thạch được? Nếu như ta không đoán sai, chỉ thánh giả mới có được vật này. Cho dù đối với thánh giả, thứ này cũng cực quý hiếm, bọn họ căn bản không có khả năng cho người ngoài được. Ngươi làm sao nhận được vậy? Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi không cần phải quan tâm tới điều này. Chỉ cần thứ này có tác dụng với người là được. Tiểu Thanh hơi do dự, nói. Ngươi xác định muốn cho chúng ta sao? Đương nhiên không đơn giản như vậy. Dương Diệp nói. Ta muốn ngươi lấy tâm ma ra thể, sau khi thành thánh phải làm giúp ta ba chuyện. Dùng tâm ma thề. Tiểu Thanh thoáng biến sắc, lời thề căn bản không có vấn đề gì, cho dù làm hay không cũng không sao. Nhưng có vài người, nó lại có lực ràng buộc rất lớn. Bởi vì nếu như không làm được chuyện bản thân bọn họ hứa hẹn, tâm cảnh của bọn họ sẽ không có cách nào viên mãn, đến lúc thăng cấp có thể sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Ngươi ép buộc quá đáng. Tiểu Thanh không nói gì, người nói là Tiểu Hồng. Dương Diệp, nếu như trước đây không phải vì ngươi, ta với muội muội ta căn bản sẽ không bị thương nặng. Bây giờ ngươi còn muốn. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Diệp đột nhiên ngắt lời Tiểu Hồng nói. Nữ nhân. Trước đây đúng là ta không phải, nhưng ta đã trợ giúp các ngươi chữa trị vết thương, xem như đã thanh toán xong. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn Tiểu Thanh, nói. Có muốn hay không thì nói một câu. Tiểu Thanh đang muốn nói,
Lúc này Tiểu Hồng đã chắn ở trước mặt Tiểu Thanh, nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp, người nghĩ rằng người lĩnh ngộ kiếm ý cảnh giới hư vô thì có thể thắng được hai tỷ muội chúng ta sao? Ta cho người biết, nếu như hai tỷ muội ta liên thủ, cho dù có đối mặt với thánh giả cũng có thể đánh một trận. Sau đó thì sao? Dương Diệp nhìn Tiểu Hồng nói. Đúng, sau đó ngươi nhất định phải chết. Tiểu Hồng nói. Dương Diệp, nếu như ngươi thức thời một chút, thì giao tất cả tử tinh thạch ra, để cho tỷ muội chúng ta thành thánh, chúng ta vui vẻ có lẽ sẽ giúp ngươi. Nếu không, hừ, đợi lát nữa đừng trách tỷ muội chúng ta ra tay cướp. Dương Diệp lắc đầu nói. Chỉ số thông minh của ngươi quá thấp, không cần nói nữa. Ngươi muốn chết à? Tiểu Hồng giận dữ và muốn ra tay, nhưng đã bị Tiểu Thanh cản lại. Tiểu Thanh nhìn Tiểu Hồng, nói. Tỷ, hắn nói rất đúng, giữa hắn và chúng ta thật ra đã hết nợ. Hắn không nợ gì chúng ta cả, cũng không cần cầu xin chúng ta, ngược lại phải là chúng ta nhờ hắn. Chúng ta liên thủ, cho dù hắn có kiếm ý cảnh giới hư vô, chúng ta vẫn có thể đánh ngã hắn. Tiểu Hồng tức giận nói. Tiểu Thanh nói. Nếu hắn đã dám lấy tử tinh thạch ra trước mặt chúng ta, đã chứng minh hắn căn bản không sợ chúng ta. Nói xong, Tiểu Thanh nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta hứa với ngươi, chỉ cần ta thành thánh thì nhất định làm giúp ngươi ba chuyện. Dương Diệp vung tay phải lên, tử tinh thạch rơi vào trước mặt Tiểu Thanh, nói. Ngươi hứa là được, có thể không cần thề với tâm ma. Tiểu Thanh hơi ngẩn người ra, nói. Ngươi! Dương Diệp nói. Đối với vài người, ta sẽ lựa chọn tin tưởng. Tiểu Thanh nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Cảm ơn. Cần bao nhiêu thời gian để thành thánh? Dương Diệp nói. Chỉ cần chúng ta trở lại trong tộc thì lập tức có thể bắt đầu. Tối đa là 3 ngày. Tiểu Thanh nói. Có thể nắm chắc được mấy thành? Dương Diệp nói. 4 phần. Tiểu Thanh trầm giọng nói. Thấp như vậy sao? Dương Diệp nhíu mày. Như vậy đã là rất cao rồi. Tiểu Thanh nói. Đây là dưới tình huống bởi vì phụ mẫu ta đã chuẩn bị chu đáo cho chúng ta từ trước. Nếu không, tán tu bình thường muốn đột phá thánh giả, chỉ có thể nắm chắc 2 phần đã là rất nghịch thiên rồi. Cha mẹ ngươi là? Dương Diệp đột nhiên tò mò hỏi. Bọn họ không ở đây. Tiểu Thanh trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. 3 ngày sau, nếu như thành công thì đến Vân Hải Thành tìm ta. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên nói. Dương Diệp xoay người nhìn Tiểu Hồng, nói. Sao vậy? Tử tinh thạch của ta đâu? Tiểu Hồng nói. Dương Diệp nhìn Tiểu Hồng một lát, sau đó nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến mức đi trợ giúp cho một kẻ sau khi thành có thể sẽ giết ta sao? Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, cơ thể thoáng di chuyển và biến mất ở phía chân trời. Tiểu Hồng. Cửa thành Thiên Lang Phong. Trong bóng tối trước cửa thành, Dương Diệp hoàn toàn hòa nhập với bóng tối này. Hơn nữa hắn có kiếm vực che giấu khí tức, lúc này cho dù là thánh giả đi qua bên cạnh cũng không thể phát hiện ra hắn. Xuyên qua cửa thành, nhìn về phía Thiên Lang ngoài xa, sắc mặt Dương Diệp dần dần trở nên thâm trầm. Thánh giả sao, hôm nay lại xem ta giết thế nào? Vừa dứt lời, cả người Dương Diệp hóa thành một bóng đen bay vào Thiên Lang thành. Cục diện chắc chắn phải chết sao? 1. Giết thánh. Lúc Dương Diệp nói những lời này cũng không có khả năng là lời nói đùa. Từ lúc trước, khi hắn giao đấu cùng Lý Nguyên, hắn đã biết được, đối phương tuyệt đối không thể buông tha cho Vô Song, càng không thể nào buông tha cho hắn. Bởi vì không thể nghi ngờ sự hiện hữu của hắn làm cho đối phương thấy bị uy hiếp. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như bản thân hắn gặp phải loại thiên tài này, hơn nữa còn là kẻ địch, hắn cũng sẽ loại bỏ. Nói cách khác, đối phương còn có thể ra tay với hắn cùng Vô Song. Nếu hai bên nhất định sắp có chiến tranh, vậy hắn lựa chọn ra tay trước. Bởi vì tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau sẽ gặp tai họa. Hơn nữa, hiện tại đối phương đang bị thương, đúng là cơ hội tốt để hắn. Ra tay, hắn cũng không tin đối phương có thứ nghịch thiên giống như Hồng Mông Tử Khí, có thể hoàn toàn khôi phục vết thương trong khoảng thời gian ngắn. Thiên Lang Điện. Lúc này một người thanh niên ngồi trên vị trí chủ tọa của Thiên Lang Điện. Hắn chính là con trai thứ hai của Thiên Long Vương, tên là Xích Lang. Hắn vốn đang bế quan, nhưng bởi vì lúc này Thiên Lang Sơn Mạch không ai quản lý, nên bị Thiên Long Vương gọi đi.
Ở bên dưới đại điện, hai bên theo thứ tự là tăng viên của Kim Cương Viên tộc cùng Hắc Vũ Thiên Tài đứng đầu Mãng tộc. Mà đứng ở chính giữa là Lý Nguyên của Vân Tiêu Thánh Điện cùng một nam tử mặc khôi giáp màu vàng. Lúc này, hai cánh tay của Lý Nguyên đã khôi phục, nhìn từ ngoài thì hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Xích Lang liếc nhìn đám người tăng viên, cuối cùng nhìn Lý Nguyên, nói. Tiền bối Lý Nguyên, Dương Diệp đã giao đấu với tiền bối, đối mặt với tiền bối, hắn căn bản không dám giữ lại. Cho nên, hẳn tiền bối hiểu về thực lực của hắn nhất. Ta muốn biết, lúc này Dương Diệp rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Để tránh cho chúng ta đánh giá sai về hắn, tạo thành tổn thất không có cách nào vãn hồi. Nghe được Xích Lang nói vậy, mí mắt của Lý Nguyên khẽ giật, nghĩ đến thực lực của Dương Diệp trước đó, vẻ mặt Lý Nguyên lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt hắn đã khôi phục thành vẻ ung dung ban đầu, nói. Không thể phủ nhận, thực lực của người này quả thật không tệ, ở trong thế hệ trẻ sợ rằng có rất ít người có thể là đối thủ của hắn. Nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ có vậy. Trước đó, nếu không phải có cường giả âm thầm giúp đỡ hắn, hắn đã sớm bị lão phu dùng một chưởng đập chết. Là Chu Nguyên của Thanh Đạo Môn tại Vân Hải Thành này sao? Xích Lang nhíu mày hỏi. Chắc vậy. Lý Nguyên thản nhiên nói. Xích Lang khẽ gật đầu, nói. Vậy thì đáng tiếc, nếu như loại bỏ được người này, chúng ta muốn nắm lấy Vân Hải Thành sẽ đơn giản hơn nhiều. Người này chính là một tên hèn nhát. Lúc này, tăng viên đột nhiên lạnh lùng nói. Trước đó giao đấu với ta thì dở thủ đoạn, nếu như lúc trước hắn không trốn, ta đã sớm xé xác hắn. Hóa đá thuật một năm chỉ có khả năng thi triển một lần. Trước đó hắn muốn đánh bại Dương Diệp ở trước mặt mọi người, đã thi triển ra thiên phú thần thông bảo toàn tính mạng này. Nhưng hắn không ngờ mục tiêu của Dương Diệp căn bản không phải là hắn. Điều này làm cho hắn có cảm giác bị trêu chọc, không phải có cảm giác, mà đúng là bị đùa bỡn. Cho nên, lúc này hắn rất căm hận Dương Diệp, nếu không phải bởi vì Lý Nguyên ngăn cản, hắn đã đi tới Vân Hải Thành khiêu chiến Dương Diệp. Lý Nguyên liếc nhìn tăng viên nhưng không nói gì. Tăng viên huynh muốn báo thù, rất nhanh có thể làm được thôi. Xích Lang nói. Thánh giả trong tộc của tăng viên huynh cùng Hắc Vũ huynh đã ngăn cản ở cổ kiếm trai cùng Thanh Đạo Môn, các thánh giả của Thư viện Vân Hải cũng bị thánh giả của phụ vương ta kiềm chế. Có thể nói, bây giờ chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, muốn một lần hành động tiêu diệt Thư viện Vân Hải thì căn bản không phải là chuyện gì khó. Về phần Dương Diệp này, ha ha, nếu như ta không đoán sai. Chậm nhất là khoảng 2 ngày nữa Điện Hạ U Minh Điện sẽ tới đây. Chỉ cần đối phương đến, vậy Dương Diệp chắc chắn sẽ phải chết. Nói đến đây, Xích Lang nhìn về phía tăng viên, nói. Tăng viên huynh, người ở sống ở Trung Thổ Thần Châu, có thể từng gặp mặt các Điện Hạ của U Minh Điện chưa? Nghe vậy, tăng viên dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt càng thêm kiêng kỵ. Rất lâu sau, hắn mới trầm giọng nói. Ta đã từng gặp một người. Đối phương được gọi là thiên nữ, lúc đó nàng chỉ vẫy tay một cái đã khiến trên trăm bán thánh cao cấp thành hư vô. Nói đến đây, hắn cười gượng, nói. Nói như thế, cho dù đối phương không phải là thánh giả, nhưng ta có cảm giác như đang đối mặt với thánh giả vậy. Nghe thấy tăng viên nói vậy, Xích Lang cùng Hắc Vũ đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Lý Nguyên cũng vậy. Cho dù hắn là thánh giả, ở Thanh Châu này dám nói tất cả những tồn tại dưới thánh giả đều là kiến hôi. Nhưng hắn không dám nghĩ về Trung Thổ Thần Châu như vậy. Ở nơi đó, có yêu nghiệt thật sự có thể vượt cấp chém giết thánh giả. Lần này, liệu người tới có phải là thiên nữ điện hạ hay không? Xích Lang hỏi. Tăng viên khẽ lắc đầu, nói. Ta không biết, nhưng không quan tâm là ai tới, Dương Diệp chắc chắn đều phải chết. Cho dù là cổ kiếm trai cùng Thư viện Vân Hải cũng không bảo vệ được hắn. Bởi vì bọn họ không dám làm vậy. Một khi Thư viện Vân Hải cùng cổ kiếm trai điều động thánh giả giết điện hạ của U Minh Điện, khi đó không cần chúng ta ra tay nữa, U Minh Điện sẽ tiêu diệt bọn họ. Cho nên, đây chính là một cục diện Dương Diệp chắc chắn phải chết, đúng không? Xích Lang nói. Đúng là cục diện chắc chắn phải chết. Tăng viên nói. Lý Nguyên đang muốn nói, đột nhiên có biến hóa khác thường xuất hiện. Một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở đó, kiếm quang nhanh đến cực hạn. Cho nên đám người Xích Lang cùng tăng viên đều không kịp phản ứng. Người duy nhất có phản ứng là Lý Nguyên. Vào giây phút kiếm quang xuất hiện, hai mắt hắn lại lập tức trợn tròn, xuất phát từ bản năng phản ứng trước nguy hiểm, cơ thể hắn lóe lên,
muốn rời khỏi đó, nhưng tất cả vẫn quá muộn. Phụt! Một đường kiếm quang mang theo máu tươi hiện ra, nửa bên mặt Lý Nguyên vốn đã khôi phục lại biến mất. Tuy nhiên khi kiếm quang cắt xuống nửa bên mặt hắn, hắn đã đánh ra một chưởng. Một chưởng vừa ra, không gian phía sau hắn lập tức sụp xuống. Không chỉ có vậy, uy lực cường đại trực tiếp khiến cả Thiên Lang Điện đều thành bột mịn. Một tiếng rên rỉ vang lên phía sau Lý Nguyên. Tiếp theo, kiếm quang tiêu tan, chỉ có hố đen không gian rất lớn và bột đá vụn đầy đất. Đám người tăng viên nhìn Lý Nguyên đã thiếu nửa bên mặt, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Giờ phút này, cơ thể của bọn họ đang run rẩy. Đó là Dương Diệp sao? Hắc Vũ run giọng nói. Tăng viên nuốt nước bọt và nhìn về phía Lý Nguyên. Cho dù trực giác nói cho hắn biết, đó chính là Dương Diệp, nhưng hắn vẫn không chắc chắn. Bởi vì Dương Diệp sao có thể suýt giết được Lý Nguyên như vậy? Lý Nguyên lại là cường giả cảnh giới thánh giả. Là thánh giả đấy, sao Dương Diệp có thể mạnh như vậy được? Trong lòng tăng viên đang điên cuồng gào thét. Cho dù thiếu một bên mặt, nhưng đám người tăng viên vẫn cảm giác được vẻ mặt của Lý Nguyên lúc này khó coi tới mức nào. Không chỉ vẻ mặt Lý Nguyên khó coi, tay phải của hắn đã khẽ run lên. Trước giây phút đó, hắn thật sự cảm nhận được hơi thở của cái chết. Chỉ cần hắn chậm một chút, sợ là kiếm kia sẽ không phải cắt mất nửa bên mặt hắn, mà cắt qua chân mày của hắn rồi. Mà hắn thiếu chút nữa đã trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt. Đó chỉ là một bán thánh. Nói cho cùng, lần này là do hắn sơ suất, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ Dương Diệp sẽ đến Thiên Lang phòng ám sát hắn. Sao hắn có thể nghĩ tới điều đó được? Trước đó, Dương Diệp còn chật vật chạy thoát thân dưới tay hắn. Hắn thấy, mình chưa đi tìm Dương Diệp nên cảm ơn trời đất mới phải, làm sao còn dám đến tìm mình. Còn giết trong khi các cường giả Thiên Lang Phong tập hợp lại. Cho nên, ở Thiên Lang Phong này, hắn hoàn toàn không đề phòng. Nhưng Dương Diệp đã tới, ngay dưới tình huống hắn cho rằng tuyệt đối thể xảy ra. Thông báo với toàn thành. Lập tức lùng bắt Dương Diệp. Xích Lang nói với một đầu lĩnh lang tộc vừa chạy tới. Giọng nói của hắn cũng có phần run rẩy. Nếu như mục tiêu của một kiếm trước là hắn, bây giờ hắn đã là một thi thể. Ngay cả Lý Nguyên cũng không thể tránh khỏi thoát, hắn sao có thể tránh được. Không chỉ Xích Lang không có lòng tin tránh thoát, ngay cả tăng viên cùng Hắc Vũ cũng không tin mình làm được. Một kiếm kia quá nhanh, hơn nữa còn đánh bất ngờ. Có thể nói, một kiếm kia có thể giết chết bất kỳ người nào trong ba người bọn họ chỉ trong nháy mắt. Cho dù là tăng viên cũng vậy, sắc mặt ba người đều rất khó coi. Đặc biệt là tăng viên, ban đầu hắn cho rằng Dương Diệp có mạnh mấy đi nữa cũng không thể giết được hắn, nhưng sự thật là hắn căn bản không ngăn cản được một kiếm kia. Không cần lùng bắt nữa. Lý Nguyên đột nhiên nói. Sau khi hắn che giấu khí tức, cho dù là ta cũng không phát hiện được. Các ngươi đi lùng bắt. Còn chưa tìm ra người, đã làm cho mọi người trong Thiên Lang thành hoảng sợ rồi. Vẫn mong tiền bối chỉ dẫn. Xích Lang vội vàng nói. Lúc này, cho dù hắn ở Thiên Lang Phong cũng cảm giác không an toàn. Đám người Thiên Lang Vương không ở đây, nếu như ai đó có thể cho hắn cảm giác an toàn, vậy chỉ có Lý Nguyên trước mắt này. Lý Nguyên trầm giọng nói. Trước đó hắn nhận của ta một trưởng, cho dù cơ thể hắn có mạnh mẽ, lại có huyền bảo thần giai hộ thân. Nhưng chắc chắn cũng không chịu nổi. Lúc này hắn chắc chắn đã trốn đi dưỡng thương. Tuy nhiên không sao cả, ta có biện pháp ép hắn phải đi ra. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Lý Nguyên càng thêm dữ tợn. Bị Dương Diệp cắt mất nửa gương mặt ở ngay trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ, đây là một sự sỉ nhục với hắn. Nếu không giết được Dương Diệp, Lý Nguyên hắn có khả năng sẽ trở thành trò cười cho cả Thanh Châu. Tiền bối có biện pháp gì vậy? Lý Nguyên hiếu kỳ nói. Lý Nguyên cười lạnh, nói. Dương Diệp hắn không phải rất để ý tới Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi sao? Ta sẽ bắt hai nàng này tới. Ta thật ra muốn xem thử, hắn có thể hiện thân hay không? Lần này, ta muốn hắn phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Lý Nguyên rất lạnh lùng. Hắn muốn lên đường đi tới Vân Hải Thành, nhưng ngay vào lúc này, có biến cố xảy ra. Giống như trước vậy, dưới tình huống không có dấu hiệu báo trước, một đường kiếm quang đột nhiên từ trên mặt đất phía xa phóng lên cao, sau đó lập tức tới trước mặt Lý Nguyên. Kiếm quang tới quá nhanh, ba người tăng viên căn bản không kịp phản ứng. Ở đó, người duy nhất kịp phản ứng vẫn là Lý Nguyên. Giờ phút này,
hai mắt Lý Nguyên trợn tròn, hồn bay mật vỡ. Lần này, Lý Nguyên không có khả năng tránh được, bởi vì hắn không ngờ, Dương Diệp vốn bị hắn đánh cho thương nặng lại không chỉ không bỏ chạy dưỡng thương, trái lại còn cho hắn thêm một kiếm. Đây là điều hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của Lý Nguyên sau đó tiêu tan. Dương Diệp xuất hiện ở phía sau Lý Nguyên. Ba người tăng viên đứng ngây ra, nhìn cảnh tượng trước mắt và cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thánh giả Lý Nguyên chết rồi. Còn chết như vậy sao? Lúc này, trong đầu của ba người tăng viên chỉ có ý nghĩ này không ngừng quanh quẩn. Trong chớp mắt im lặng, từng tia máu tươi bắn ra khỏi giữa chân mày của Lý Nguyên, chẳng bao lâu, trên gương mặt của Lý Nguyên đã bị máu tươi bao phủ. Cùng lúc đó, Lý Nguyên giống như quả bóng xì hơi, rất nhiều huyền khí tuôn ra khỏi cơ thể, cuối cùng trả lại cho trời đất. Lý Nguyên xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Ta! Ngươi đừng nói nhảm nữa. Dương Diệp trực tiếp ngắt lời Lý Nguyên. Tiếp theo, một đường kiếm quang chợt lóe lên, đầu Lý Nguyên lập tức rời khỏi cơ thể. Nhưng trong cơ thể Lý Nguyên đột nhiên phát ra một ánh sáng trắng khủng khiếp. Trong lòng Dương Diệp sợ hãi, hắn sợ phát sinh bất ngờ, bởi vậy ra tay quyết đoán, không để cho Lý Nguyên có cơ hội nói nhảm. Nhưng bất ngờ vẫn phát sinh, hắn lập tức muốn vung kiếm chống đỡ. Tốc độ của ánh sáng trắng này rất nhanh, khi hắn còn chưa kịp vung kiếm, nó đã đánh vào trên người của hắn. Dương Diệp bị ánh sáng trắng này đánh bay ra 2.000 trượng, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất, cả mặt đất chấn động mạnh và nứt ra. Dương Diệp, người thật sự cho rằng thánh giả dễ dàng bị giết như vậy sao? Đúng lúc này, giọng nói dữ tợn của Lý Nguyên đột nhiên vang lên trong không trung. Đám người tăng viên nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Lý Nguyên đã xuất hiện ở cách bọn họ không xa, mà bên cạnh Lý Nguyên là một thi thể không đầu, cái đầu rơi bên cạnh cũng là Lý Nguyên. Có hai Lý Nguyên sao? Đám người tăng viên hoàn toàn bối rối. Lúc này Dương Diệp chống kiếm xuống đất cố đứng vững cũng có chút bối rối. Lý Nguyên liếc nhìn thi thể bên cạnh, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy dữ tợn, nói. Dương Diệp, người thật sự cho rằng thánh giả dễ giết chết như vậy sao? Chỉ cần thành thánh thì có thể tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Người biết cái gì gọi là nguyên thần thứ hai không? Con kiến hôi như ngươi nhất định sẽ không biết. Nguyên thần thứ hai tương đương với mạng sống thứ hai. Nguyên thần thứ hai này nằm ở vị trí đan điền của thánh giả. Trước đó, nếu như một đòn kia của ngươi đâm vào đan điền ta, có lẽ ta sẽ thật sự phải chết. Nhưng ngươi đần độn lại đâm vào đầu ta. Ta không thể không nói, ngươi đúng là ngu xuẩn. Nói xong lời cuối cùng, Lý Nguyên tức giận hét lên giống như phát điên. Lúc này có thể nói hắn đã tức giận tới cực điểm. Nguyên thần thứ hai chính là mạng sống thứ hai của thánh giả. Mà bây giờ hắn đang sử dụng cái mạng này, quan trọng là cơ thể thật bị phá hủy, cho dù hắn vẫn là cảnh giới thánh giả, nhưng thực lực sẽ không lớn bằng lúc ban đầu. Có thể nói, lúc này năm hắn cộng lại cũng không thể là đối thủ của một người cùng cấp với hắn trước kia. Đương nhiên, quan trọng nhất là bởi vì cơ thể thật bị phá hủy, cả đời này của hắn gần như không có cơ hội thăng cấp nữa. Bởi vậy, lúc này hắn hận không thể nuốt sống Dương Diệp. Nguyên thần thứ hai. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Thì ra là thế, ta đúng là có kiến thức nông cạn. Lúc này, bởi vì động tĩnh bên này nên rất nhiều cường giả Thiên Lang Phong đang chạy về phía bên này. Tất cả đều cút cho ta. Lý Nguyên đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Nghe được là giọng nói của Lý Nguyên, những cường giả xung quanh quá khiếp sợ nên không dám chống lại, lập tức lui ra. Lý Nguyên lạnh lùng liếc nhìn ba người tăng viên, trong mắt có sát ý lạnh lẽo, nói. Ta hy vọng các ngươi đều có thể quên đi chuyện ngày hôm nay. Ba người chợt kinh ngạc nhưng liền vội vàng gật đầu. Ba người có ngốc mấy đi nữa cũng biết, Lý Nguyên không muốn chuyện hắn bị Dương Diệp chém giết cơ thể thật bị truyền đi. Thật ra, cho dù Lý Nguyên không nói, bọn họ cũng không dám nói ra. Nói đùa sao, nếu chuyện này truyền đi, mất mặt không chỉ có Lý Nguyên, còn có Vân Tiêu Thánh Điện. Bọn họ không ngu tới mức đi đắc tội một thánh giả cùng quái vật khổng lồ Vân Tiêu Thánh Điện này. Thấy ba người gật đầu, sát ý trong mắt Lý Nguyên mới giảm đi. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ngươi nói xem ngươi muốn chết như thế nào. Lúc này tình hình của Dương Diệp có thể nói là rất không ổn, toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người suy yếu đến mức cần phải dựa vào thanh kiếm chống đỡ mới có thể đứng vững.
Liên tục gặp phải hai đòn chí mạng của thánh giả, hắn không chết đã là kỳ tích rất lớn rồi. Ta thật sự luyến tiếc khi phải để ngươi chết như vậy. Lý Nguyên lại nói. Để cho ta suy nghĩ xem ngươi nên chết thế nào thì mới có thể làm cho tâm tình ta tốt hơn một chút. Đúng rồi, ngươi không phải rất để ý tới Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi sao? Ta thiếu chút nữa đã quên mất, còn có cả hai tỷ muội Phạm gia nữa. Ta bắt tất cả các nàng tới, sau đó sỉ nhục các nàng đến chết ở trước mặt ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Nói đến đây, Lý Nguyên nhìn về phía ba người tăng viên, nói. Các ngươi nói xem, có phải biện pháp này rất tốt hay không? Ba người tăng viên vội vàng khẽ gật đầu, sau đó theo bản năng rời xa Lý Nguyên thêm một ít chút. Lúc này, Lý Nguyên đã trở nên điên cuồng rồi. Dương Diệp khẽ cười, nói. Ban đầu, ta cảm thấy ngươi vẫn tính là một nhân vật lớn. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nói xong, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, ném một viên đá màu tím vào trong miệng của mình và nói. Nếu như mỗi thánh giả đều chỉ có đức hạnh như ngươi, thành thật mà nói, ta cảm thấy sau này ta cũng không cần kiêng kỵ thánh giả nữa. Vậy vì sao trước đó ngươi không trực tiếp giao đấu với ta? Trên mặt Lý Nguyên đầy điên cuồng cùng dữ tợn. Nếu ngươi có tự tin như vậy, vì sao không trực tiếp giao đấu với ta, mà phải giở thủ đoạn hèn hạ này? Nếu như trực tiếp giao đấu, trong 10 chiêu ta nhất định sẽ chém chết cái mạng chó của ngươi. Đây là điểm khiến hắn khó chịu nhất. Bởi vì nếu Dương Diệp trực tiếp giao đấu với hắn, căn bản không thể là đối thủ của hắn được. Nghe vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó bật cười và nói. Ngươi nói câu nói này làm cho ta không thể không xem lại chỉ số thông minh của ngươi. Ngươi phải là người ngu ngốc tới mức nào, mới nói ra những lời đần độn như vậy chứ? Muốn một bán thánh như ta giao đấu trực tiếp với thánh giả ngươi à? Lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được, đúng là quá nực cười. Hắn đang trì hoãn thời gian. Lúc này, Xích Lang đột nhiên nói. Tiền bối Lý Nguyên, ngài đừng nói nhảm với hắn nữa, giết chết hắn. Ta cần xúc sinh như ngươi dạy ta phải làm như thế nào sao? Lý Nguyên bỗng nhiên quát Xích Lang, điều này làm cho được Xích Lang tức tới tím mặt, nhưng không dám cãi lại. Lúc này, thần trí của Lý Nguyên đã không rõ ràng, nhưng hắn không muốn trêu chọc một thánh giả có thần trí không rõ ràng. Hắn không gánh nổi hậu quả này. Đặc biệt ở dưới tình huống lúc này đám người Thiên Lang Vương đều không có ở đây. Tăng viên liếc nhìn Lý Nguyên, quyết định lựa chọn im lặng. Thật ra hắn cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Dương Diệp đột nhiên nói. Nếu như ta khôi phục lại sức lực, lấy thực lực của ngươi bây giờ thì chắc chắn đã là đối thủ của ta. Không phải là đối thủ của ngươi sao? Ha ha! Lý Nguyên điên cuồng cười phá lên, dường như nghe được chuyện nực cười nhất trên thế giới này. Tiếng cười vang vọng khắp trời cao. Một lát sau, Lý Nguyên mới nói. Dương Diệp, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, còn đang khích tướng ta, để ta cho ngươi thêm thời gian khôi phục. Đáng tiếc, ngươi đã tính toán sai rồi. Cho dù ta không khiếp sợ, cũng không cho rằng ngươi có thể khôi phục ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng ta không muốn lãng phí thời gian, bởi vì ta đã nóng lòng không chờ được, muốn nhìn bộ dạng của ngươi khi thấy nữ nhân mình yêu mến bị lăng nhục đến chết. Nói xong, hắn đã muốn ra tay, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên, nói. Ta cũng nóng lòng không chờ được, muốn giết chết ngươi. Vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Lý Nguyên, tiếp theo, từng kiếm từng đâm tới trước mặt Lý Nguyên. Lý Nguyên quá khiếp sợ, hai tay chợt đánh ra. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị chấn động đến mức liên tục lùi lại 10 trượng. Lý Nguyên chỉ lùi về phía sau hai bước. Tuy nhiên Dương Diệp khẽ cười, nói. Quả nhiên, thực lực của ngươi không lớn bằng trước đây. Bây giờ, ngươi chỉ là một thánh giả yếu hơn bản thể ban đầu. Sao ngươi có thể khôi phục được nhanh như vậy như vậy? Lý Nguyên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, hắn không ngờ Dương Diệp bị tổn thương nặng như vậy, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã khôi phục lại hoàn toàn. Phải biết rằng, vừa rồi Dương Diệp thậm chí còn đứng không vững đâu. Ta cũng không có thói quen nói nhảm trước trận chiến đấu. Dương Diệp vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên, tiếp theo, một kiếm lập tức đâm tới giữa chân mày của Lý Nguyên. Nhưng bàn tay của Lý Nguyên đã ngăn cản được. Tiếp theo, một lực lượng cực lớn từ mũi kiếm chuyển đến cánh tay của Dương Diệp, lực lượng kia trực tiếp làm cho Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Nhưng trong phút chốc,
Dương Diệp đã bắn tới. Cứ như vậy, Dương Diệp bị đánh bay hết lần này tới lần khác, nhưng mỗi lần bị đánh bay ra, hắn lại lập tức xông tới. Hơn nữa mỗi lần đều là cách thức liều mạng, không muốn sống nữa. Đám người tăng viên nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ ở Thanh Châu này mình có một ngày nhìn thấy một bán thánh chiến đấu cùng một thánh giả như vậy. Đánh một lúc, Lý Nguyên nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, lúc này cho dù thực lực của hắn vẫn cao hơn Dương Diệp, nhưng đã không có cách nào giết chết được Dương Diệp. Sự phát hiện này làm cho Lý Nguyên rất khó chịu, bởi vì hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày mình tự nhiên không làm gì được một con kiến hôi như cường giả bán thánh. Đúng lúc này, kiếm của Dương Diệp giống như trước, lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng và muốn ra tay, nhưng vào lúc này, toàn thân hắn đột nhiên dựng tóc gáy, theo bản năng tránh sang một bên, chỉ có điều vẫn quá muộn, một thanh đoản kiếm cắm vào phía sau lưng của hắn, sau đó đâm xuống, trực tiếp bao vào bên trong cơ thể hắn, xương đầu cũng lộ ra. Cho dù như vậy, hắn vẫn mạnh mẽ lao sang một bên. Lúc này, ở trước mặt hắn, không chỉ có Dương Diệp, mà còn có một nữ tử bóng đen toàn thân tối tăm. Bây giờ Lý Nguyên hiểu rõ, trước đó Dương Diệp liều mạng ra tay với hắn, là để hắn mất cảnh giác, mục đích thật sự của Dương Diệp là một sát chiêu này. Nhìn Dương Diệp cùng nữ tử bóng đen, trong mắt Lý Nguyên lộ vẻ kiêng kỵ, không dám chơi một đấu một nữa. Hắn lập tức quát lớn. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Trước đó bị Dương Diệp giết chết cơ thể thật sự, cho dù dựa vào nguyên thần thứ hai để sống sót, nhưng thực lực của hắn không chỉ giảm mạnh, hơn nữa nguyên khí còn tổn thương rất lớn, có thể nói hắn bây giờ đang bị thương nặng. Trước đây Dương Diệp cũng bị thương nặng, bởi vậy hắn nắm chắc giết chết được Dương Diệp. Nhưng bây giờ Dương Diệp đã khôi phục, hơn nữa còn gọi ra một người trợ giúp. Điều này làm cho hắn không dám tiếp tục chiến đấu nữa. Nghe thấy Lý Nguyên nói vậy, đám người tăng viên hơi ngẩn người ra, sau đó muốn ra tay. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên liếc mắt nhìn bọn họ, nói. Không sợ chết thì cứ tới đây. Sắc mặt đám người tăng viên biến đổi. Hết nhìn Dương Diệp đến nữ tử bóng đen bên cạnh Dương Diệp, vẻ mặt rất khó coi. Một đám vô dụng. Lý Nguyên giận dữ khi nhìn thấy đám người tăng viên không dám ra tay. Mà lúc này, Dương Diệp cùng nữ tử bóng đen đã bắn nhanh về phía hắn. Lý Nguyên hoảng hốt, hắn không ra tay, mà xoay người lao nhanh về phía chân trời. Chạy thoát thân. Người khác đều gọi ta là Yên Nữ. Một. Tất cả mọi người không ngờ Lý Nguyên tự nhiên chạy thoát. Lý Nguyên là thánh giả, cho dù lúc này thực lực của hắn giảm mạnh, nhưng vẫn là thánh giả đấy. Thánh giả này đối mặt với một bán thánh lại lựa chọn không đánh mà chạy. Điều này làm cho đám người tăng viên hoàn toàn ngỡ ngàng. Bởi vì bọn họ không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy. Không chỉ bọn họ, ngay cả Dương Diệp cũng đầy kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Lý Nguyên tự nhiên lựa chọn bỏ chôn. Đối phương tốt xấu gì cũng là thánh giả đấy. Theo Dương Diệp, cho dù đối phương chết trận cũng sẽ không lựa chọn chạy thoát thân. Dù sao cũng là thánh giả, chỉ cường giả ở trong trời đất này. Nhưng hắn sai rồi, đối phương không chỉ chạy trốn, hơn nữa còn trốn rất nhanh. Sau khi bình tĩnh lại, thân hình của Dương Diệp thoáng động và lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở cách đó mấy nghìn trượng. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi tới sẽ nảy mầm. Đối phương tốt xấu gì cũng là thánh giả. Nếu như sau này khôi phục lại thực lực, có thể không giết được hắn, nhưng nếu như đối phương ra tay với đám người Vô Song cùng Phạm Mộng, các nàng chắc chắn sẽ bị nguy hiểm. Dù sao lúc này đối phương hận hắn cũng sắp phát điên, vì trả thù hắn, đối phương tuyệt đối có thể làm được bất kỳ chuyện gì. Hắn không muốn sau này mỗi ngày mình cùng đám người Vô Song đều bị một thánh giả theo dõi trả thù. Hơn nữa, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để giết đối phương, cho nên... hắn nhất định phải khiến đối phương để mạng lại nam giới này. Nhìn thấy hai người Lý Nguyên cùng Dương Diệp một trước một sau biến mất ở phía chân trời, ba người tăng viên đờ đẫn một lúc lâu, trong đầu trống rỗng. Một bán thánh truy sát một thánh giả. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, có đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Rất lâu sau, Xích Lang cố kìm nén sự chấn động trong lòng, trầm giọng nói. Thực lực người này thật sự khủng khiếp đến cực điểm, chỉ sợ cho dù điện hạ của U Minh Điện tới cũng không có cách nào giết chết hắn. Tăng viên khẽ nhếch miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa nghĩ tới thực lực khủng khiếp của Dương Diệp trước kia, hắn nói cũng không nói được gì. Ba người đều im lặng.
Xin hỏi, Dương Diệp ở đây không? Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên trong không trung. Nếu như không phải lúc này ba người tăng viên đang im lặng, sợ rằng sẽ không nghe được. Khi nghe được tiếng nói nhỏ giống như tiếng muỗi kêu, ba người quá khiếp sợ. Bởi vì bọn họ không cảm giác có người đi tới bên cạnh bọn họ. Ba người nhìn về phía âm thanh phát ra, một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Nữ tử này chừng 20 tuổi, mặc chiếc váy hoa nhỏ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt thanh tú, không thể nói là khó coi, nhưng tuyệt đối không liên quan với hai từ xinh đẹp. Nàng bế một con hồ ly trắng đang ngủ say. Cho dù nàng đang hỏi, nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm vào con hồ ly trắng trong lòng mình, ánh mắt rất dịu dàng. Bình thường, khi ba người tăng viên nhìn thấy nữ tử, suy nghĩ đầu tiên là bình thường. Đương nhiên bọn họ sẽ không ngốc đến mức cho rằng đây là một nữ nhân bình thường. Người có thể lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh bọn họ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Xích Lang do dự một lúc, sau đó nói. Xin hỏi các hạ. Xuyệt. Nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Xích Lang, làm một động tác đừng lên tiếng, sau đó khẽ nói. Nói nhỏ một chút, đừng đánh thức Ali. Nói xong, nàng lại cúi đầu nhìn con hồ ly trong lòng. Sau đó ôm hồ ly khẽ lắc lư. Các ngươi chỉ cần nói cho ta biết Dương Diệp ở đâu là được, ta tìm hắn có chút chuyện. Xích Lang khẽ nhíu mày, nói. Thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu, các hạ là ai? Không biết là cố ý, hay vô tình, Xích Lang cũng không nói khẽ như lời nữ tử kia nói, mà vẫn nói chuyện bình thường. Xích Lang vừa dứt lời, con hồ ly trong lòng nữ tử đột nhiên cựa quậy, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Hồ ly u oán liếc nhìn nữ tử vội vàng vỗ nhẹ vào lưng của hồ ly, khẽ nói. Ali cố gắng ngủ, ta sẽ không để cho bọn họ đánh thức ngươi nữa đâu. Hồ ly rúc đầu vào trong lòng nữ tử, không bao lâu đã ngủ say. Thấy hồ ly ngủ lại, nữ tử mỉm cười, khi ngẩng đầu nhìn về phía Xích Lang, trong nháy mắt đó, khuôn mặt tươi cười của nữ tử kia đột nhiên biến thành lạnh lùng. Nữ tử không nói một lời, cứ nhìn chăm chú vào Xích Lang. Xích Lang nhíu mày, đột nhiên, hai mắt hắn lập tức trợn tròn, đầy vẻ hoảng sợ. Ở trong ánh mắt kinh hãi của tăng viên cùng Hắc Vũ, cơ thể Xích Lang bắt đầu phân giải từng điểm một. Không bao lâu, Xích Lang đã bị phân giải thành mấy vạn mảnh vụn, những mảnh vụn vẫn còn đang phân giải, cho đến tất cả trở thành hư vô. Ngươi là ai? Tăng viên kinh hãi nhìn nữ tử, vừa mới dứt lời, vẻ mặt tăng viên biến đổi, bởi vì giọng nói của hắn hơi lớn. Quả nhiên, nữ tử quay đầu nhìn về phía hắn. Tăng viên không hề nghĩ ngợi lại đánh ra một quyền. Lần này, hắn không dám giữ lại, dùng hết tất cả sức lực của mình. Một quyền đánh ra, một quyền ấn mang theo năng lượng khủng khiếp lập tức tới trước mặt nữ tử kia. Quyền ấn đi qua nơi nào, không gian nơi đó đã trực tiếp vỡ vụn ra, một khe nứt không gian thật dài không ngừng lớn lên theo quyền ấn. Không chỉ có vậy, bởi vì lực lượng trong quyền ấn thật sự quá mức khủng khiếp. Không gian trong mấy tam trượng xung quanh ba người dường như không chịu nổi, tất cả đều nứt ra. Khi quyền ấn đi tới trước mặt nữ tử kia, nàng giơ tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn một cái lên trên quyền ấn. Vào giờ phút này, thời gian dường như dừng lại. Ở trong ánh mắt kinh hãi của tăng viên, quyền ấn kia của hắn bắt đầu phân giải, không được nửa hơi đã hóa thành hư vô. Giờ phút này, tăng viên đã không còn dũng khí đánh một trận nữa, vội xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy tăng viên bỏ trốn, nữ tử thò tay ra phía trước, nắm chặt. Tiếp theo, tăng viên đã chạy trốn tới mấy nghìn trượng lập tức dừng lại. Lúc này, sự khủng hoảng trong mắt tăng viên đã đạt đến cực hạn. Bởi vì hắn cảm giác dường như có ngàn vạn bàn tay đang kéo hắn, xé rách hắn, làm cho cơ thể hắn không ngừng phân giải. Lực lượng thần bí này quá mạnh mẽ đến mức hắn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho lực lượng kia phân giải hắn. Rất nhanh. Tăng viên không còn ý thức nữa, bởi vì cả cơ thể hắn đã biến mất. Tăng viên được gọi là một trong năm tiểu yêu vương Thanh Châu đã bị giết chết trong nháy mắt. Ngươi cuối cùng là ai? Hắc Phú hoảng sợ nói. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, nói rất nhẹ. Nữ tử đột nhiên im lặng, nàng cúi đầu nhìn về phía hồ ly đang say ngủ trong lòng mình, trên gương mặt lạnh lùng khẽ cười, nói. Khi ta còn rất nhỏ, tộc nhân đều sợ ta. Bởi vì hễ là người nào chạm tới người ta đều sẽ chết. Mẫu thân ta chết, tỷ tỷ của ta cũng chết, bởi vì các nàng đều động vào ta. Tộc nhân của ta muốn giết chết ta,
phụ thân ta vì cứu ta cũng đã chết. Cuối cùng có một người đã cứu ta. Nói đến đây, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Vũ, nói. Từ đó về sau, người khác đều gọi ta là Yên Nữ. Ngươi là Điện Hạ U Minh Điện. Hắc Vũ vô cùng hoảng sợ, cho nên hắn đã quên nói nhỏ tiếng, chờ hắn nhớ ra thì đã không kịp. Cơ thể hắn bắt đầu phân giải, rất nhanh, Hắc Vũ hóa thành hư vô. Sau khi giết chết Hắc Vũ trong tích tắc, Yên Nữ cúi đầu nhìn về phía Ali, trong mắt không còn vẻ lạnh lùng trước đó nữa, thay vào đó là sự ôn hòa. Nàng nhẹ nhàng vỗ vào Ali, khẽ nói. Ali ngoan, ta sẽ nhanh chóng tìm được Dương Diệp thôi. Chờ chúng ta tìm được hắn, giết chết hắn, chúng ta có thể đi về. Vừa dứt lời, nàng bước về phía trước một bước, tiếp theo, cả người nàng cũng phân giải ra. Trong nháy mắt đã lập tức biến mất. Cách Thiên Lãng Sơn mạch mấy vạn dặm, Dương Diệp thi triển tốc độ của mình đến mức độ cao nhất. Lúc này, vẻ mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì hắn không ngờ tốc độ của Lý Nguyên nhanh như vậy. Cho dù hắn sử dụng pháp tắc tốc độ cùng ngự kiếm thuật vẫn không thể đuổi kịp, chỉ có thể miễn cưỡng không làm mất dấu. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng, bởi vì đối phương muốn sống thì chỉ có chạy trốn về Vân Tiêu Thánh Điện ở Bắc Giới, cho dù Lý Nguyên là thánh giả, muốn chạy đến Bắc Giới cũng phải mất ít nhất một ngày, hơn nữa đó là ở dưới tình huống cơ thể thật của hắn không bị hủy. Về phần bây giờ, Lý Nguyên không tốn 5-6 ngày thì căn bản không về được Bắc Giới. Nói cách khác, hắn còn có cơ hội. Bây giờ hắn có thể duy trì được sức lực đánh lâu dài với Lý Nguyên. Nếu ở dưới tình hình chung, hắn dĩ nhiên sẽ đánh không lại. Bởi vì tốt xấu gì Lý Nguyên cũng là thánh giả, ở phương diện huyền khí sẽ có ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ, hắn có lòng tin, bởi vì hắn vừa ăn một viên tử tinh thạch. Trước đó, hắn có thể lập tức khôi phục vết thương, cũng là vì ăn một viên tử tinh thạch này. Năng lực khủng khiếp của nó thật sự vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, năng lực khôi phục của tử tinh thạch kém hơn hồng mông tử khí, bởi vì chỉ cần một người còn chưa tắt thở, hồng mông tử khí vẫn có thể cứu sống, nhưng tử tinh thạch không làm được. Chỉ có điều tốc độ khôi phục của nó lại vượt xa hồng mông tử khí, bởi vì năng lực ẩn chứa trong tử tinh thạch quá tinh thuần, quá nhiều. Trước đó ăn một viên tử tinh thạch, hắn cảm giác huyền khí dường như dùng không bao giờ hết vậy. Cho dù đến bây giờ, hắn vẫn có cảm giác này, bởi vì ở dưới tình huống thi triển pháp tắc tốc độ cùng ngự kiếm thuật quá độ, huyền khí trong cơ thể hắn vẫn cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, thật giống như sẽ khơ rông bao giờ cạn kiệt vậy. Nói đơn giản một chút chính là bây giờ hắn có huyền khí vô hạn. Thời gian trôi qua từng chút một, Lý Nguyên đi sên cuồng bỏ chạy về phía Bắc Giới, Dương Diệp lại điên cuồng đuổi theo. Tốc độ của hai người đều đạt tới mức cao nhất của mình. Đương nhiên, vẫn là tốc độ của Lý Nguyên nhanh hơn. Dù sao hắn cũng là thánh giả. Nếu như Dương Diệp không nắm giữ pháp tắc tốc độ, Lý Nguyên sớm đã bỏ hắn lại phía sau. Hắn có thể đuổi theo Lý Nguyên, chính là dựa vào pháp tắc tốc độ này. Đương nhiên, còn có tử tinh thạch nữa. Nếu như không có tử tinh thạch chống đỡ, huyền khí của hắn đã sớm cạn kiệt. Sau hai ngày, Dương Diệp vẫn không thể đuổi kịp Lý Nguyên, nhưng khoảng cách giữa hai người đã càng lúc càng gần. Sau ngày thứ ba, một tòa thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Tư Đồ huynh, mời huynh ra thành trợ giúp một lần. Lúc này, giọng nói Lý Nguyên đột nhiên vang lên ở phía xa. Vừa dứt lời, hơn 10 cột sáng từ bên trong tòa thành kia phóng lên cao, rất nhanh đã thấy một nam tử mặc áo bào sang trọng cùng 30 lão già mặc bộ giáp màu đen xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên. Người nam tử này cùng 30 lão già đều là bán thánh cao cấp. Nam tử áo bào xa hoa này nhìn thấy Lý Nguyên thì có phần sững sờ, tùy tiện nói. Hóa ra là tiền bối Lý Nguyên, người đây là. Lão tổ nhà ngươi đâu? Lý Nguyên lo lắng nói. Lão tổ đang bế quan ở trong thành. Nam tử áo bào hoa xa hoa nói. Tiền bối, giúp ta ngăn cản người phía sau kia, không, tốt nhất là giữ hắn lại. Lý Nguyên nói xong, cả người đã hóa thành một đường ánh sáng bay vào trong thành. Dương Diệp không để ý tới đám người nam tử áo bào xa hoa, muốn lao vào trong thành này, lúc này đám người nam tử áo bào xa hoa đã chắn ở trước mặt Dương Diệp. Các hạ là ai, vì sao muốn tự tiện xông vào Nam Bắc thành ta? Nam tử áo bào xa hoa trầm giọng nói, cho dù hắn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Nguyên nói vậy, hắn không dám không nghe, Lý Nguyên không chỉ là thánh giả, còn là trưởng lão của Vân Tiêu Thánh Điện.
Nam Bắc Thành của hắn không đắc tội nổi quái vật lớn Vân Tiêu Thánh Điện này. Dương Diệp không trả lời, mà nhìn Nam Bắc Thành này và nhíu mày. Bởi vì hắn cảm nhận được trong thành này có một khí tức cường đại, chủ nhân của nó là thánh giả. Cộng thêm Lý Nguyên, trong thành đã có hai thánh giả. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết Lý Nguyên thì nhất định phải phối hợp với U Vô Ảnh mới được, hơn nữa cho dù phối hợp cũng không dám nói chắc chắn 100% sẽ giết được Lý Nguyên. Mà bây giờ, trong thành còn có một thánh giả, nhìn bộ dạng này, Lý Nguyên cùng đối phương còn là người quen. Không thể cứng rắn xông vào, vậy thì dùng trí. Dương Diệp quyết định rất nhanh, xoay người rời đi. Đứng lại. Đúng lúc này, cơ thể của nam tử áo bào xa hoa này đột nhiên thoáng di chuyển, chắn ở trước mặt Dương Diệp, 30 người phía sau hắn cũng bao vây xung quanh Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn mấy người bọn họ, sau đó nói. Chuyện này không có liên quan đến các ngươi. Tiền bối Lý Nguyên đã căn dặn phải giữ ngươi lại. Nam tử áo bào xa hoa nói. Cho nên ngươi đi với ta một chuyến, về phần xử trí ngươi như thế nào sẽ do tiền bối Lý Nguyên quyết định. Dương Diệp liếc nhìn nam tử áo bào xa hoa nhưng không nói gì, cơ thể thoáng di chuyển và bắn nhanh về phía xa. Muốn chạy trốn sao, bắt lấy hắn. Nhìn thấy Dương Diệp bỏ trốn, sắc mặt của nam tử áo bào xa hoa này biến đổi, phẫn nộ quát. Vừa dứt lời, hắn lập tức dẫn theo 30 lão giả lao nhanh về phía Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện đám người nam tử áo bào xa hoa này tự nhiên theo sát, bộ dạng không đuổi kịp hắn sẽ không bỏ qua. Nếu như hắn thi triển toàn lực chạy trốn thì dĩ nhiên có thể bỏ rơi đối phương. Nhưng làm như vậy cũng sẽ lãng phí thời gian. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp ngừng lại. Dương Diệp vừa dừng lại, đám người nam tử áo bào xa hoa đã đuổi kịp. Mấy người lại vây quanh Dương Diệp. Lần này, bọn họ không chỉ vây quanh, còn thi triển ra thần thông không gian, rất nhiều hàng rào không gian tầng tầng lớp lớp vây quanh Dương Diệp. Không phải ngươi trốn rất giỏi sao? Ngươi lại lẩn trốn lần nữa cho ta xem. Nam tử áo bào xa hoa trầm mặt nhìn Dương Diệp nói. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, man thần kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy Dương Diệp lấy ra man thần kiếm, nam tử áo bào xa hoa này hơi ngẩn người ra, lập tức châm chọc nói. Thế nào, chó cùng rứt dậu à? Muốn ra tay sao? Đúng buồn cười, một bán thánh lại muốn ra tay ở trước mặt ta. Được, vậy để cho ta xem thử ngươi có năng lực gì. Vút. Đúng lúc này, một lão già bên cạnh nam tử áo bào xa hoa đột nhiên tát vào mặt nam tử áo bào xa hoa khiến mặt hắn lập tức sưng thành đầu heo. Tất cả mọi người ngây người. Dương Diệp cũng có phần sững sờ. Lão già ra tay rồi nhìn chằm chằm vào man thần kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó hít sâu một hơi nói. Xin hỏi các hạ là Dương Diệp sao? Ngươi nhận ra ta à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nghe được Dương Diệp thừa nhận, sắc mặt lão già lập tức trở nên khó coi. Giờ phút này, cơ thể hắn còn run lên khe khẽ. Thính Vân Kiếm Đế, một. Ngươi nhận ra ta sao? Dương Diệp hỏi lại một lần nữa, trong giọng nói có phần tò mò. Bởi vì nơi này đã cách Vân Hải Thành ít nhất mấy trăm vạn dặm. Có thể nói đi thêm một hai ngày sẽ đến được Bắc Giới. Theo lý mà nói, người chỗ này chắc không quen biết hắn, dù sao việc hắn làm ở Vân Hải Thành cũng chỉ xảy ra vào mấy ngày trước. Dương Diệp. Những người bên cạnh lão già nghe được đều nghi ngờ, rõ ràng bọn họ chưa từng nghe qua. Trên mặt lão già kia lộ ra một nụ cười khó coi, nói. Ta từng nghe nói về một vài chuyện của Dương Thiếu. Đúng, chuyện này hoàn toàn là một hiểu lầm thôi. Nam Bắc Thành ta tuyệt đối không gây khó dễ cho Dương Thiếu ý. Chuyện lúc trước, lão phu thay mặt Nam Bắc Thành xin lỗi Dương Thiếu, hy vọng Dương Thiếu đại nhân không trách tiểu nhân. Nói xong, lão già kia bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói. Đây là chút thành ý nho nhỏ, vẫn hy vọng Dương Thiếu vui lòng nhận cho. Đám người bên cạnh lão già hoàn toàn ngây người. Cho dù mọi người hoàn toàn không hiểu về hành động của lão già này, nhưng không ai dám nói gì. Dù sao bọn họ đều sống hơn nghìn năm, vẫn phải có năng lực quan sát. Dương Diệp nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ, phát hiện bên trong tự nhiên có 50 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Hắn liếc nhìn lão già, cất chiếc nhẫn vào mà không hề khách nói. Ta sẽ không khách sáo. Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị đi. Đứng lại. Lúc này, nam tử áo bào xa hoa đột nhiên giận dữ hét.
Nhưng hắn vừa nói, lão già đã ra tay lúc trước lại lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó tát vào mặt hắn. Lần này, lão già rõ ràng không nương nay, một chưởng đánh xuống khiến nam tử áo bào xa hoa trực tiếp rơi xuống, đập vào trong mặt đất. Sau một chưởng đánh bay nam tử áo bào xa hoa, lão già nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, đã làm cho Dương thiếu chê cười rồi. Dương Diệp liếc nhìn lão già nhưng không nói gì, cơ thể thoáng di chuyển và biến mất ở cuối chân trời. Nhìn thấy Dương Diệp rời đi, lão già lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Lúc này, phía dưới có một bóng người phóng lên cao. Bóng đen này chính là nam tử áo bào xa hoa, lúc này mặt hắn đã biến dạng nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ dữ tợn trên mặt hắn. Trưởng lão Lâm Vũ, hôm nay nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta nhất định liều chết với ngươi. Nam tử áo bào xa hoa nhìn lão già gần giọng nói. Lâm trưởng lão, chúng ta cũng cần một lời giải thích. Một lão già khác cũng đột nhiên nói. Các ngươi biết hắn là ai sao? Tên là Lâm Vũ, lão già bỗng nhiên nói. Ta không biết hắn là ai, ta chỉ biết hắn chỉ là một bán thánh. Lâm trưởng lão, ngươi lại khúm núm với một con kiến hôi bán thánh như vậy. Còn vì một kẻ rác rưởi mà ra tay với ta. Lâm trưởng lão, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi đang làm cho Nam Bắc thành ta mất hết mặt mũi. Hôm nay, nếu như ngươi không để cho ta một câu trả lời hợp lý, sau khi về thành, chúng ta nhất định không chết không dừng. Nam tử áo bào xa hoa gần giọng nói. Lâm Vũ liếc nhìn nam tử áo bào xa hoa, sau đó nói. Tư Đồ Nguyên. Lần này sau khi trở về thành, ta sẽ kiến nghị lão thành chủ hủy bỏ thân phận thiếu thành chủ của ngươi. Nghe thấy Lâm Vũ nói vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Nhất là nam tử áo bào xa hoa được gọi là Tư Đồ Nguyên kia. Thân phận của hắn bây giờ là thiếu thành chủ, nói cách khác sau đó hắn chính là thành chủ của Nam Bắc Thành, nhưng nếu như bị hủy bỏ thân phận thiếu thành chủ này, vậy sau này Nam Bắc Thành sẽ không có phần của hắn nữa. Nếu như người khác nói câu nói này, hắn sẽ xem thường, nhưng Lâm Vũ trước mắt này nói, hắn không thể không khủng hoảng. Bởi vì Lâm Vũ là người được gia gia hắn tin tưởng nhất, trước đó nếu không phải hắn tức giận quá mức, hắn căn bản không dám nói với Lâm Vũ như thế. Lâm trưởng lão, không đến mức đó chứ. Lúc này, một lão già khác bỗng nhiên nói. Thiếu niên được gọi là Dương Diệp rốt cuộc có lai lịch ra sao mà có thể làm cho ngươi kiêng kỵ như vậy. Lâm Vũ xoay người nhìn về phía thư viện Vân Hải, nói. Thiên Lang Sơn Mạch cùng Vân Hải Thành phát sinh đại chiến, lão thành chủ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Nam Bắc Thành chúng ta, cho nên bảo ta đi tới Nam giới điều tra. Ta ở lại đó một thời gian, sau đó phát hiện ra một việc, bất kể là yêu thú hay con người đều đang thảo luận về một người, đó chính là Dương Diệp này. Ta tò mò mới điều tra về hắn. Chẳng qua là một bán thánh mà thôi. Tư Đồ Nguyên lạnh lùng nói. Có gì hay để điều tra chứ? Lâm Vũ nói. Các ngươi chưa từng nghe qua hắn là rất bình thường, bởi vì gần đây hắn mới quật khởi. Tuy nhiên, các ngươi chắc hẳn đã từng nghe nói về Thanh Đạo Môn, chắc hẳn đã từng nghe nói Thư viện Vân Hải chứ? Tất nhiên, một lão già bên cạnh Lâm Vũ trầm giọng nói. Lâm trưởng lão, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa. Cuối cùng Dương Diệp này có lai lịch ra sao mà làm cho ngươi kiêng kỵ như vậy? Lâm Vũ nói. Trước đây không lâu, khi Dương Diệp này vẫn chỉ là một cảnh giới tôn giả, hắn cùng với Thanh Đạo Môn đã phát sinh xung đột, Thanh Đạo Môn phát động quan tài chặn đường. Quan tài chặn đường. Có người kinh ngạc kêu lên thất thanh, nói. Thanh Đạo Môn muốn không chết không dừng với Dương Diệp này sao? Lâm Vũ nói. Biết kết quả sao? Kết quả chính là người được Thanh Đạo Môn phái đi đều chết sạch. Cuối cùng, một mình hắn đánh lên Thanh Đạo Môn, khiêu chiến với thiên tài của Thanh Đạo Môn. Trong Thanh Đạo Môn, ngoại trừ Thanh Đạo Phu ra, các thiên tài khác đều chết ở trong tay hắn. Lâm Vũ chậm rãi nói ra những chuyện Dương Diệp đã làm ở Nam Giới. Sau khi hắn nói xong, trên mặt tất cả mọi người ở đó đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, cơ thể còn mạnh mẽ hơn yêu thú cùng cấp, tàn sát tất cả mọi người trong ám viện của Thư viện Vân Hải. Một lão già khổ sở nói. Sợ rằng thực lực của người này đã không thể kém hơn năm thiên tài lớn. Lâm Vũ lạnh lùng nói. Khi ta trở về, hắn mới là cảnh giới hoàng giả, mà bây giờ hắn đã là bán thánh. Có thể nói, trước đó nếu hắn muốn giết chúng ta chắc chắn sẽ phải chết.
Ta biết các ngươi không tin, nhưng chính các ngươi tự vấn lương tâm xem, các ngươi so với đám yêu nghiệt ám viện của thư viện Vân Hải kia thế nào. Cảnh giới của đám yêu nghiệt kia có thể không bằng chúng ta, nhưng chiến lực của bọn họ chắc chắn sẽ không kém hơn chúng ta. Nhưng tất cả bọn họ đều bị một mình Dương Diệp tàn sát. Mà lúc này Dương Diệp mới là cảnh giới hoàng giả. Khó trách trước đó hắn một mình đối mặt với mấy chục người chúng ta, trên mặt không hề sợ hãi. Một lão già cười gượng nói. Đúng rồi, trước đó hắn hình như hắn đuổi theo thánh giả Lý Nguyên. Lúc này, ở đó có người bỗng nhiên nói. Nghe được câu này, mọi người có phần sững sờ, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Một lão già nuốt nước bọt, cảm giác khó có thể tin nổi nói. Chẳng lẽ, hắn đang đuổi giết thánh giả Lý Nguyên? Nghe được câu này, tất cả mọi người tự nhiên thấy ớn lạnh. Đặc biệt là Tư Đồ Nguyên, lúc này vẻ mặt hắn trắng bệch. Trước đó hắn không nghĩ tới điều này, hiện tại nghe thấy lão già nói vậy, hắn mới nhớ tới, trước đó Lý Nguyên hình như đang chạy trốn. Nếu như Dương Diệp thật sự đang đuổi giết Lý Nguyên, nói vậy, trước đó hắn ngăn cản Dương Diệp đã đặt một chân vào quan tài. Chuyện này không đơn giản. Nếu làm không tốt, Nam Bắc Thành của chúng ta sẽ bị kéo vào trong cuộc chiến của Nam giới mất. Lâm Vũ trầm giọng nói. Đi thôi, chúng ta trở về thành, lập tức báo cáo chuyện này cho lão thành chủ biết. Mọi người khẽ gật đầu, cơ thể thoáng di chuyển và lập tức biến mất. Chấm. Nam Bắc Thành. Dương Diệp lén lẻn vào bên trong Nam Bắc Thành. Hắn không đuổi theo Lý Nguyên, bởi vì hắn cảm giác Lý Nguyên đang ở cùng một chỗ với thánh giả của Nam Bắc Thành này. Hắn cần phải chờ đợi một thời cơ thích hợp. Sau khi bước vào Nam Bắc Thành, Dương Diệp đã dò xét xung quanh, phát hiện lúc này Nam Bắc Thành không ngờ giáp giữa Nam giới cùng Bắc giới. Vượt qua Nam Bắc Thành này chính là khu vực phía Bắc Nam của Bắc Hải, chính là địa giới của Bắc giới, bởi vì nằm ở giáp Nam giới cùng Bắc giới, bởi vậy thành này được đặt tên là Nam Bắc Thành. Nói cách khác, chỉ cần Lý Nguyên rời khỏi Nam Bắc Thành này, đi qua hải vực Nam Bắc, đã đến được Bắc giới. Khi đó, hắn sẽ không có cơ hội giết chết đối phương được nữa. Cho nên, cơ hội duy nhất để hắn giết Lý Nguyên chính là nhân lúc đối phương còn ở bên trong Vân Hải Thành. Nếu không, một khi đối phương chạy trốn thì sẽ để lại tai họa lớn vô cùng. Dương giáo viên, vẫn mong ngài tới phủ thành chủ một lần. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên không trung Nam Bắc Thành. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, bởi vì người nói câu nói này chính là thánh giả. Nói cách khác, đối phương đã biết hắn vào thành. Đương nhiên, đối phương chắc chắn không biết vị trí chính xác của hắn, nếu không sẽ trực tiếp dùng huyền khí truyền âm. Tuy nhiên điều này cũng làm cho Dương Diệp cảnh giác, bởi vì hắn nhất định đã để lộ khí tức hoặc hành tung của mình ở đâu đó. Do dự trong chớp mắt, thân hình của Dương Diệp thoáng động và lao về phía phủ thành chủ. Nếu đối phương đã biết hắn tới Nam Bắc Thành, vậy hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Dương Diệp một đường thông suốt đi tới phủ thành chủ, cho dù vào lúc hắn tiến tới cửa lớn, cường giả bán thánh cao cấp ở hai bên cạnh cũng không ngăn cản, trái còn khẽ gật đầu với hắn. Dương Diệp đi về phía đại sảnh, lúc này, một tiểu nữ hài khoảng chừng 5-6 tuổi đột nhiên chạy tới trước mặt Dương Diệp. Tiểu nữ hài trải buộc hai bím tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng yêu. Ở trong hai tay của tiểu nữ hài còn cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nhìn bé gái trước mắt. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tiểu nữ hài. Dương Diệp nhận ra lão già này, đó chính là Lâm Vũ. Ngươi chính là Dương Diệp sao? Tiểu nữ hài đột nhiên nói. Ánh mắt Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài, sau đó khẽ gật đầu. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Tiểu nữ hài đột nhiên giơ kiếm gỗ chỉ vào Dương Diệp, tiếp theo, một kiếm ý phóng ra khỏi cơ thể. Kiếm ý tầng 5. Dương Diệp có chút sửng sốt. Hắn không nghĩ tới tiểu nữ hài trước mắt này chỉ có 5-6 tuổi đã có kiếm ý tầng 5. Điều này làm cho Dương Diệp thực sự có chút kinh ngạc, phải biết rằng khi hắn 5-6 tuổi còn đang chơi bùn đấy. Lâm Vũ lúng túng mỉm cười, sau đó nói. Đây là tôn nữ của lão thành chủ, nàng rất thích kiếm, ta đã nói với nàng về một vài chuyện của ngươi, nàng rất sùng bái ngươi. Dương Diệp cười khẽ xoa đầu của tiểu nữ hài, nói. Tại sao lại muốn khiêu chiến với ta? Bởi vì khiêu chiến ngươi, ta có thể học được rất nhiều điều. Tiểu nữ hài nói. Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài rất lâu, sau đó nói. Vì sao thích kiếm? Thích chính là thích, không có lý do.
Tiểu nữ hài chớp chớp mắt, nói. Ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta chứ? Nhìn tiểu nữ hài ngây thơ, Dương Diệp nghĩ đến Tiểu Giao, Bảo Nhi, còn có Niệm Tuyết con gái của nàng. Im lặng rất lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, thu lại suy nghĩ của mình, sau đó nhìn tiểu nữ hài cười nói. Không cần khiêu chiến với ta, chỉ cần ngươi bằng lòng hôn ta một cái, ta sẽ tặng cho ngươi một thứ, ngươi nhất định sẽ thích thứ này. Tiểu nữ hài vội vàng lắc đầu, nói. Mẫu thân đã nói qua, thiếu nữ chỉ có thể hôn người mình thích. Ta còn chưa thích ngươi, nếu không, ngươi đưa đồ cho ta trước, chờ ta thích ngươi sẽ hôn ngươi, có được không? Dương Diệp lập tức vui vẻ. Vậy thì không thể được, vật này quá quý hiếm. Nếu như ngươi không hôn ta, ta sẽ không để cho ngươi được. Chân quý tới mức nào chứ? Tiểu nữ hài nói. Ngươi nói cho ta nghe trước, ta xem có đáng giá hay không? Nếu chẳng may không đáng, chẳng phải ta bị thiệt rồi sao? Dương Diệp mỉm cười, sau đó đứng ở trước mặt tiểu nữ hài, cúi người ghé sát bên tai tiểu nữ hài và nói nhỏ vài câu. Rất nhanh, hai mắt tiểu nữ hài mở thật to, sau đó dường như rất sợ Dương Diệp đổi ý, vội vàng hôn một cái lên trên mặt Dương Diệp. Dương Diệp cười ha ha, đứng dậy, tay phải đặt ở trên đầu của tiểu nữ hài. Vài hơi thở qua đi, Dương Diệp khẽ xoa đầu của tiểu nữ hài, nói. Tất cả phải xem duyên số của bản thân ngươi thế nào. Nói xong, Dương Diệp mỉm cười và lướt qua tiểu nữ hài, đi về phía đại sảnh. Mà lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên xoay người quỳ xuống và bái lạy Dương Diệp, nói. Ơn lớn của ca ca, Tư Đồ Thính Vân đời đời kiếp kiếp không quên. Dương Diệp không biết một hành động tùy ý của hắn đã khiến cho tinh vực sau này xuất hiện một kiếm đế duy nhất từ xưa tới nay, Thính Vân kiếm đế. Trời sinh thánh nhân, 1. Dương Diệp cho Tư Đồ Thính Vân bức tranh do tổ sư của kiếm tông để lại, còn có 3 tia kiếm ý cảnh giới hư vô của hắn. Bức tranh của tổ sư của kiếm tông đã không có tác dụng gì với hắn nữa, để ở trên người hắn cũng chỉ lãng phí. Hắn vốn muốn cho Lục Uyển Nhi, nhưng Lục Uyển Nhi từ chối. Bởi vì trong truyền thừa do chủ nhân đời thứ 2 của kiếm linh để lại cho nàng đã có kiếm ý cảnh giới hư vô. Nàng muốn lĩnh ngộ kiếm ý cảnh giới hư vô cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà hắn để lại trong đầu Tư Đồ Thính Vân 3 tia kiếm ý, có thể giúp cho Tư Đồ Thính Vân quan sát tìm hiểu, cũng có thể phát động kiếm ý đối địch trong thời điểm quan trọng. Có thể nói, nếu như Tư Đồ Thính Vân vận dụng 3 tia kiếm ý này, muốn giết chết một bán thánh cao cấp là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Nếu như Tư Đồ Thính Vân có thể thi triển ra kiếm kỹ thần giai, sau đó cộng thêm 3 tia kiếm ý này, thậm chí có thể tổn thương được cả thánh giả. Tại sao hắn muốn làm như thế? Dương Diệp chưa từng nghĩ sâu về vấn đề này, hắn chỉ cảm thấy nhìn tiểu nữ hài này thuận mắt, sau đó đã làm như vậy. Giống như tiểu nữ hài nói vậy, thích chính là thích, không có lý do. Dương Diệp đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có một người già nua, mái tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, trên người lộ ra sự tang thương của năm tháng. Nhìn thấy Dương Diệp đi vào đại sảnh, lão già đứng dậy thi lễ với Dương Diệp khẽ nhíu mày cảm Tahashi không hiểu. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó mới giải thích. Không quan tâm ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì, ta đều thay mặt Thính Vân còn có Tư Đồ ra ta cảm ơn món quà ngươi đã tặng cho Thính Vân. Nhà đầu Thính Vân kia rất thích kiếm, nàng xem thanh kiếm như người thân của mình. Ta vốn định chờ nàng lớn thêm một chút sẽ giờ đưa tới cổ kiếm trai. Nhưng hiện tại xem ra, nàng không thể. Cũng không cần đi tới cổ kiếm trai nữa. Bởi vì thứ cổ kiếm trai không có, nàng đã có. Dương Diệp PC hiểu rõ, đối phương đã nhìn ra mình cho tiểu nha đầu kia cái gì. Mà tiểu nha đầu cũng hiểu rõ điểm ấy, cho nên trước đó mới có thể bái lại hắn. Nói không khách sáo, bức tranh cùng 3 tia kiếm ý cảnh giới hư vô hắn để lại sẽ thay đổi số phận của Tư Đồ Thính Vân. Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già, nói. Ngươi hẳn đã biết mục đích ta tới đây chứ? Lão già khẽ gật đầu, nói. Ta biết. Dương Diệp lại nói. Nhưng ta cảm giác được hắn đã rời khỏi Nam Bắc Thành. Hắn thông qua truyền tống trận của Nam Bắc Thành ta rời đi rồi. Lão già nói. Lúc này, hắn cũng đã ở Bắc Giới. Ta có thể xem như Nam Bắc Thành đã đứng ở bên phía Vân Tiêu Thánh Điện không? Dương Diệp nói. Hai mắt của lão già chậm rãi nhắm lại, nói. Ta đã biết Vân Tiêu Thánh Điện nhúng tay vào chuyện của Nam Giới. Nam Bắc Thành ta muốn tránh cũng không được,
chỉ không nghĩ nó sẽ tới nhanh như vậy. Không thả cho Lý Nguyên đi, Nam Bắc Thành ta sẽ phải đối địch với Vân Tiêu Thánh Điện. Thả hắn đi, Nam Bắc Thành ta là kẻ địch của Thư viện Vân Hải cùng với Cổ Kiếm Trai. Dù sao cũng là chết. Nhưng ngươi lựa chọn đứng ở bên phía Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp nói, Lý Nguyên đã hứa với ta, chỉ cần để cho hắn đi, Vân Tiêu Thánh Điện sẽ không ra tay với Nam Bắc Thành ta. Lão già nói, bây giờ, lão phu muốn xin Dương giáo viên, có thể giơ cao đánh khẽ với Nam Bắc Thành ta được. Ta biết ngươi có thể làm được chủ, chỉ cần ngươi không truy cứu, Thư viện Vân Hải cùng Cổ Kiếm Trai chắc chắn sẽ không ra tay với Từ Đồ gia ta. Dương Diệp nói, hành động của tiền bối lúc trước đã tuyên chiến với Cổ Kiếm Trai, Thư viện Vân Hải, còn có Thanh Đạo Môn. Ta không làm gì được Nam Bắc Thành, nhưng hãy tin tưởng ta, Thư viện Vân Hải sẽ không bỏ qua cho Nam Bắc Thành. Tiền bối tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Chờ một chút. Lão già bỗng nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía lão già. Lão già nói. Ta biết Dương giáo viên rất bất mãn khi Nam Bắc Thành ta để cho Lý Nguyên chạy thoát, không biết lão phu làm như vậy có thể để cho Dương giáo viên nguôi giận hay không. Vừa dứt lời, rất nhiều huyền khí đột nhiên tràn ra khỏi trong cơ thể của lão già. Tự sát. Đồng tử của Dương Diệp co lại, hắn không nghĩ tới lão già này tự nhiên tự sát. Ra ra. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Tiếp theo, Từ Đồ Thính Vân chạy vào đại sảnh. Từ Đồ Thính Vân chạy đến trước mặt của lão già, hai tay ôm chân hắn kêu khóc nói. Ra ra mau dừng lại, mau dừng lại. Lão già khẽ xoa đầu của Từ Đồ Thính Vân, trong mắt đầy vẻ cương triều, nói. Thính Vân, cháu phải nhớ kỹ, đây là lựa chọn của bản thân ra ra. Cháu không được thù hận Vân Tiêu Thánh Điện, càng không cho phép thù hận Thư viện Vân Hải và Cổ Kiếm Trai. Cháu là hy vọng của Từ Đồ gia chúng ta sau này, điều cháu cần làm không phải là báo thù. Mà là chấn hưng Từ Đồ gia chúng ta, hiểu chưa? Nhưng Gia Gia cũng không cần chết mà, Gia Gia mau dừng lại đi, ta cầu Gia Gia, Gia Gia mau dừng lại, sau này ta bảo đảm không chọc cho Gia Gia tức giận nữa, ta nhất định sẽ cố gắng nghe lời của Gia Gia, Gia Gia mau dừng lại đi. Từ Đồ Thính Vân ôm thật chặt chân của lão già, không ngừng kêu khóc. Thấy lão già không hề có ý dừng lại, nàng xoay người chạy tới trước mặt Dương Diệp ôm chân của Dương Diệp, khóc cầu xin. Ca ca, ngươi bảo Gia Gia dừng lại được không? Cầu xin ngươi, Thính Vân dập đầu trước ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp quỳ gối trước mặt Dương Diệp, sau đó không ngừng dập đầu, chỉ trong giây lát trán đã đỏ lên. Dương Diệp nâng Từ Đồ Thính Vân dậy, sau đó nói. Tiền bối thật ra có thể đứng thành hàng, không phải sao? Lão già khẽ lắc đầu một cái, nói. Thanh Châu sắp loạn, thực lực của chúng ta quá yếu. Đứng bên nào cũng chỉ trở thành bia đỡ đạn. Ta vừa chết, Nam Bắc Thành hoàn toàn không có uy hiếp với Vân Tiêu Thánh Điện và Thư viện Vân Hải nữa, cũng không có tác dụng gì nữa. Kể từ đó, có lẽ người Nam Bắc Thành còn có thể may mắn sống sót. Hơn nữa, ta không chết, Thư viện Vân Hải chắc chắn sẽ không buông tha cho Nam Bắc Thành ta, đến lúc đó Thư viện Vân Hải điều động cường giả, sẽ không phải chỉ một mình ta chết, mà là người của cả một thành. Dương Diệp hiểu rõ lão già làm như thế không chỉ đơn thuần vì Tư Đồ gia, còn vì tất cả Nam Bắc Thành. Nam Bắc Thành có thánh giả, hơn nữa còn ở ranh giới Nam Bắc, bất kể là Vân Tiêu Thánh Điện hay Thư viện Vân Hải đều sẽ không yên tâm. Đặc biệt trước đó lão già còn để cho Lý Nguyên chạy, hành vi của lão già như vậy thật ra chính là tương đương với tuyên chiến cùng Thư viện Vân Hải. Thật ra, đừng nói là Thư viện Vân Hải, trước đó hắn cũng muốn lão già này. Rõ ràng Thư viện Vân Hải cùng Vân Tiêu Thánh Điện đã là kẻ địch, lão già làm như thế tương đương với lựa chọn đối địch với Thư viện Vân Hải. Nếu là kẻ địch thì dĩ nhiên phải chết. Nhìn sức sống trong cơ thể lão già gần như đã trở thành tử khí, trong mắt Dương Diệp có phần phức tạp, nói. Nam Bắc Thành tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời khỏi đại sảnh. Lâm Vũ, Lãnh Đồng, các ngươi vào đi. Dương Diệp đi rồi, lão già bỗng nhiên nói. Lão già dứt lời, Lâm Vũ và một trung niên mặc áo bào đen xuất hiện ở trong đại sảnh. Lão thành chủ, ngươi thật sự không cần thiết như vậy. Lâm Vũ trầm giọng nói. Cùng lắm thì chúng ta vứt bỏ Vân Hải Thành, ẩn cư không được sao? Ngươi cần gì phải như vậy? Lão già lắc đầu, nói. Đã muộn rồi, nếu như chúng ta làm thế trước khi Lý Nguyên tới,
lão phu có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng đáng tiếc, ôi, cũng trách lão phu không quả quyết, ta không còn lại nhiều thời gian, nói ngắn gọn thôi. Sau khi ta chết, các ngươi dẫn theo Tư Đồ gia mai danh ẩn tích. Nhớ kỹ, Tư Đồ gia không xuất hiện thánh giá thì vĩnh viễn không xuất hiện trong thế gian. Lão thành chủ, hai người Lâm Vũ chảy nước mắt, ngược lại, Tư Đồ Thính Vân đã không khóc nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh một cách kỳ lạ. Thính Vân, cháu qua đây. Lão già đột nhiên nói. Cơ thể Tư Đồ Thính Vân khẽ run lên, sau đó đi tới trước mặt của lão già, cúi đầu. Lão già kéo Tư Đồ Thính Vân bàn tay nhỏ bé, nói. Thính Vân, cho dù cháu còn nhỏ, nhưng gia gia biết, cháu rất hiểu chuyện. Ta cũng biết, trong lòng cháu bây giờ chắc chắn rất hận Vân Tiêu Thánh Điện, hận Thư Viện Vân Hải, bởi vì bọn họ ép chết gia gia, đúng không? Tư Đồ Thính Vân ngẩng đầu nhìn lão già, nói. Sau này ta nhất định sẽ báo thù cho gia gia. Lão già hít sâu một hơi, nói. Thính Vân, cháu nghe đây, cháu không được nghĩ tới chuyện này, không chỉ cháu, còn có tất cả mọi người của Tư Đồ gia không được nghĩ tới chuyện này, có hiểu không? Là bọn họ hại chết gia gia, cháu nhất định sẽ báo thù cho gia gia. Tư Đồ Thính Vân lại nói, cho dù giọng nói non nớt, nhưng đầy quyết tâm. Lão già nhìn Tư Đồ Thính Vân rất lâu, sau đó nói. Ngươi nhất định phải báo thù cho gia gia, đúng không? Tư Đồ Thính Vân nặng nề gật đầu. Tốt lắm. Lão già nói. Tuy nhiên cháu phải đáp ứng gia gia một điều kiện, đó chính là chờ chừng nào ngươi đánh thắng được ca ca vừa rồi, ngươi mới có thể báo thù cho gia gia, nếu không cháu vĩnh viễn cũng không thể nghĩ tới chuyện báo thù. Nếu như cháu không đáp ứng điều kiện này của gia gia, gia gia chết sẽ không nhắm mắt. Tư Đồ Thính Vân im lặng rất lâu, nói. Cháu hứa với gia gia. Trên mặt lão già lộ ra một nụ cười mỉm, nhưng chẳng bao lâu, nụ cười của hắn trở nên cứng đờ. Trong phút chốc, cơ thể của lão già bắt đầu mờ ảo rồi hoàn toàn biến mất. Thánh giả chết. Rất nhanh, tin tức gia chủ Tư Đồ gia ở Nam Bắc Thành ngã xuống đã truyền khắp tất cả Nam Bắc Thành. Không đến hai canh giờ, các thế lực lớn ở Nam giới và Bắc giới đều biết. Đêm khuya, một đám người lặng lẽ ra khỏi Nam Bắc Thành. Đám người kia chính là đám người Tư Đồ gia. Tư Đồ Thính Vân dừng bước, xoay người nhìn Nam Bắc Thành thật lâu không nói gì. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi thôi. Lâm Vũ đi tới bên cạnh Tư Đồ Thính Vân, khẽ nói. 10 năm, ca ca chờ ta 10 năm, 10 năm sau ta có thể đánh bại ngươi. Trên gương mặt non nớt của Tư Đồ Thính Vân đầy vẻ kiên định. Lâm Vũ khẽ gật đầu, trong mắt hắn không hoài nghi, chỉ có tin tưởng sâu sắc. Bởi vì, Tư Đồ Thính Vân là thánh nhân trời sinh. Một thánh nhân trời sinh duy nhất của Thanh Châu từ trước tới nay. Rất nhanh, đoàn người biến mất trong bóng đêm. Trời vừa sáng, một nữ tử đã tới trước cửa thành Nam Bắc Thành, nàng nhìn cửa thành Nam Bắc Thành, sau đó cúi đầu nhìn hồ ly trong lòng, khẽ nói. Ali ngoan, ta đã cảm nhận được khí tức của hắn, chúng ta rất nhanh có thể tìm được hắn, giết chết hắn xong là chúng ta có thể trở lại. Nói xong, nữ tử đi vào Nam Bắc Thành. Sau khi bước vào Nam Bắc Thành, nữ tử đi tới phủ thành chủ. Lúc này trong phủ thành chủ vẫn là người của Tư Đồ gia. Sau khi lão già kia chết, một vài người Tư Đồ gia luyến tiếc không nỡ vứt bỏ mọi thứ đang có, nên không lựa chọn đi ẩn thế cùng đám người Tư Đồ Thính Vân. Trong này có cả Tư Đồ Vân, lúc này hắn chính là gia chủ của Tư Đồ gia, đương nhiên là do hắn tự phong. Gia chủ, đám người Lâm trưởng lão mang đi tất cả những vật đáng tiền, công pháp huyền bảo, còn có huyền kỹ. Bọn họ không để lại cái nào cả. Trong đại sảnh, một lão già trầm giọng nói với Tư Đồ Vân. Nghe vậy, vẻ mặt Tư Đồ Vân lập tức trầm xuống, nói. Dương Diệp đáng chết, nếu không vì ngươi, Tư Đồ gia ta sao có thể thành như vậy? Dương Diệp, xin hỏi, ngươi biết hắn ở đâu không? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tư Đồ Vân nhìn lại, chỉ thấy có một nữ tử đứng ở cửa. Hai người không thấy lạ khi bên ngoài đại sảnh đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Bởi vì bên ngoài đã không có người canh gác. Các ngươi biết hắn ở đâu không? Ta đã tìm hắn rất lâu rồi. Nữ tử lại nói. Ngươi là bằng hữu của Dương Diệp sao? Tư Đồ Vân hỏi. Nữ tử do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói. Ta tìm hắn có chút việc.
Sở dĩ gật đầu là bởi vì nàng cảm thấy nói như vậy có thể đối phương sẽ nói cho nàng biết Dương Diệp ở đâu. Nhìn thấy nữ tử thừa nhận mình là bằng hữu của Dương Diệp, trên mặt Tư Đồ Vân lộ vẻ hung ác, nói. Lão Mạc, ta muốn có nữ nhân này. Dương Diệp hại ta Tư Đồ gia thành như vậy, ta không làm gì được hắn, vậy để cho bạn hắn tới trả thay hắn. Ta hiểu. Lão già khẽ gật đầu, chộp về phía nữ tử kia. Bắc giới truy sát, một. Khi tay của lão già muốn nắm lấy trên đầu nữ tử kia, nàng đã thò tay ra và nhẹ nhàng điểm vào trên bàn tay của lão già. Chỉ là một điểm như vậy mà mang theo lực lượng khủng khiếp. Bàn tay kia lập tức ngừng lại. Tiếp theo, ở trong ánh mắt kinh hãi của lão già cùng Tư Đồ Nguyên, tay của lão già bắt đầu phân ra. Không. Lão già phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó cả người biến mất. Ngươi. Tư Đồ Vân hoảng sợ nhìn nữ tử, run giọng nói. Ngươi, ngươi là ai? Lúc này hắn đã khủng hoảng tới cực điểm, lão già này là bán thánh cao cấp lại bị giết chết mà không có sức đánh trả như vậy. Nữ nhân trước mắt này là cường giả cảnh giới thánh giả sao? Ta tới tìm Dương Diệp. Nữ tử nói. Ta tìm hắn rất lâu, nhưng cứ cách một khoảng thời gian hắn sẽ lặng lẽ biến mất, giống như lần trước, ta cảm giác hắn đã từng ở trong này, nhưng hắn lại biến mất. Ngươi có thể nói cho ta biết hắn ở đâu không? Ali thật sự muốn trở về, ta không muốn làm cho Ali mất hứng. Ta cũng không biết hắn đi đâu. Tư Đồ Nguyên run giọng nói, hắn thật sự không có nói láo, hắn thật sự không biết Dương Diệp đi đâu. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy nữ tử rời đi, Tư Đồ Nguyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay vào lúc này, tất cả mọi vật trong tầm mắt của hắn đều đang biến mất. Tư Đồ Vân hoảng hốt. Vừa định chạy trốn nhưng đã không kịp nữa. Ngay lập tức sau, cả tòa phủ thành chủ đều biến mất không thấy. Phía xa, nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve hồ ly trong lòng, nói. Hắn sẽ đi đâu được nhỉ? Hả? Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên và nhìn về phía phương Bắc, nói. Hắn lại xuất hiện rồi. Vừa dứt lời, toàn thân nữ tử phân rã, trong nháy mắt lại lập tức biến mất. Chấm. Bắc giới. Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành là thế lực phụ thuộc vào Vân Tiêu Thánh Điện, lại ở hải vực Nam Bắc, cũng là một thành gần nam giới nhất. Trong đại điện phủ thành chủ, một lão già tóc trắng nhìn Lý Nguyên trước mắt. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của lão già tóc trắng, cơ thể Lý Nguyên hơi cúi xuống, trên mặt dần dần hiện ra mồ hôi lạnh. Rất lâu sau, lão già tóc trắng nói. Nói cách khác, ngươi không bắt được Ngọc Vô Song, còn để cho người khác bị phá hủy cơ thể thật. Bị người đuổi giết chạy trốn về bắc giới chúng ta, có phải thế không? Lý Nguyên thoáng biến sắc, sau đó nói. Vũ lão, đều tại ta sơ suất. Ban đầu ta đã bắt được Ngọc Vô Song, nhưng ta không nghĩ tới Vân Hải Thành cùng cổ kiếm trai tự nhiên điều động ba gã thánh giả tới cứu nữ tử này. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, ta bị ba gã thánh giả liên thủ đánh cho bị thương nặng. Đây, đều là sơ suất của ta. Hắn tất nhiên không dám nói mình bị một bán thánh biến thành bộ dáng này, nếu như nói ra, danh tiếng của Lý Nguyên hắn ở bắc giới xem như đã bị hủy hoàn toàn. Khi đó, có lẽ Vân Tiêu Thánh Điện cũng sẽ không tha cho hắn. Bây giờ hắn bị thương nặng, một khi rời khỏi Vân Tiêu Thánh Điện, vậy những đối thủ của hắn trước kia nhất định sẽ lập tức tìm tới, khi đó hắn chắc chắn phải chết. Sơ suất. Lão già tóc trắng lạnh lùng nói. Lý Nguyên. Ngươi không phải không biết Ngọc Vô Song quan trọng với thiên tiêu thế nào. Ta vốn cho rằng ngươi có thể làm chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ tới ngươi không chỉ không hoàn thành, còn bù cả bản thân mình vào. Ngươi, ngươi đúng là càng sống càng tụt lùi. Gương mặt Lý Nguyên trắng bệch nhưng không dám phản bác. Ở trong Vân Tiêu Thánh Điện, bản thân lão già trước mắt có địa vị cao hơn hắn, hơn nữa bây giờ thực lực của hắn giảm mạnh, hắn tất nhiên không dám phản bác. Đúng rồi. Ta nghe nói sở dĩ Thiên Lang Sơn mạch mãi không chiếm được Vân Hải Thành là vì một người tên là Dương Diệp đúng không? Lão già tóc trắng nói. Nghe được hai chữ Dương Diệp, Lý Nguyên nheo mắt và trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta thật ra đã từng gặp người này, hắn quả thật có thiên phú rất mạnh, thực lực cũng không tệ lắm. Sở dĩ Thiên Lang Vương tấn công lâu không chiếm được Vân Hải Thành này, quả thật có liên quan đến hắn. Đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn bởi vì cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn phái ra rất nhiều cường giả đi tới Vân Hải Thành. Nếu không, Vân Hải Thành đã sớm bị chiếm rồi. Cổ kiếm trai, thanh đạo môn.
Lão già tóc trắng lạnh lùng nói. Chỉ là một đám thằng hề nhảy nhót, nếu không phải bảo vệ Thiên Tiêu, Vân Tiêu Thánh Điện ta đã sớm điều động đại quân, xóa tên bọn chúng khỏi Thanh Châu này rồi. Lý Nguyên trầm giọng nói. Bây giờ Nam Giới đã rơi vào cục diện bế tắc, ba tộc Thiên Lang Vương cộng lại cũng khó có thể hủy diệt Thư viện Vân Hải. Cho nên Thiên Lang Vương hy vọng Vân Tiêu Thánh Điện chúng ta ra tay trợ giúp. Cho dù không phái thánh giả đi vào, cũng hy vọng chúng ta phái thêm nhiều tinh anh của Thánh Điện đi vào. Lão già tóc trắng nói. Điện chủ đang suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ, việc cấp bách của chúng ta không phải là bắt Vân Hải Thành, mà là Ngọc Vô Song. Thiên Tiêu đang trong thời điểm quan trọng, cần phải giao hợp với nữ tử này, lợi dụng tính chất đặc biệt của đối phương mới có thể tiến thêm một bước. Thiên Tiêu có nắm chắc không? Lý Nguyên đột nhiên nói. Có nắm chắc ít nhất 7 phần. Lão già tóc trắng trầm giọng nói. Nghe vậy, Lý Nguyên hưng phấn nói. Nếu như Thiên Tiêu thành công, vậy hắn sẽ là người đứng đầu trong lịch sử từ trước tới nay. Đến lúc đó, thêm sự giúp đỡ của vị ở Trung Thổ Thần Châu kia, Vân Tiêu Thánh Điện chúng ta dựa vào Thiên Tiêu, nhất định có thể chen chân vào Trung Thổ Thần Châu. Chờ Thiên Tiêu hoàn toàn trưởng thành lên, tối đa là mất 10 năm, Vân Tiêu Thánh Điện chúng ta chắc chắn sẽ trở thành thế lực cấp toàn thạch. Lão già tóc trắng khẽ gật đầu, nói. Chuyện này có liên quan trọng đại nên không thể có chút sai lầm nào. Về Ngọc Vô Song này, ta sẽ đích thân đi Nam Giới một chuyến. Người tạm thời dưỡng thương cho tốt, chờ tới khi lành hẳn thì đi tới xin điện chủ ra tay, giúp người tập trung lại cơ thể thật. Tuy nhiên cơ thể này sẽ không bằng cơ thể ban đầu. Với thực lực của người nhiều lắm chỉ khôi phục được 6-7 phần, hơn nữa cũng không có nguyên thần thứ hai nữa. Lý Nguyên hít sâu một hơi, nói. Như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Ngươi có thể nghĩ thoáng là được. Bây giờ ta sẽ lên đường tới Nam Giới, ngươi cố gắng khôi phục đi. Lão già tóc trắng nói xong, thân hình khẽ run lên và lập tức biến mất khỏi đại điện. Lão già tóc trắng đi rồi, trong mắt Lý Nguyên lộ ra sát ý, nói. Dương Diệp, sỉ nhục trong mấy ngày qua, ngày khác ta sẽ trả giá gấp trăm lần. Nói xong. Hắn xoay người bước vào sâu bên trong đại điện và tiến vào một gian phòng tu luyện. Bước vào phòng tu luyện, Lý Nguyên thoáng động cổ tay. Một miếng tử tinh thạch đã xuất hiện ở trong tay hắn. Cả đời hắn tích góp được 2 tử tinh thạch, trước đó khi ở Thiên Lang Phong bị Dương Diệp đánh lén, chém đứt cánh tay cùng mặt, vì chữa trị cánh tay và mặt nên hắn đã dùng 1 viên. Giờ chỉ còn lại có 1 viên này, hắn chuẩn bị sử dụng 2 viên này để nâng cao cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới phải lãng phí chúng như vậy. Dương Diệp. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lý Nguyên đầy dữ tợn lên. Rất lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại. Nhìn tử tinh thạch trong tay, Lý Nguyên do dự một lúc và muốn bỏ vào miệng. Nhưng ngay vào lúc này, biến hóa khác thường đã đột nhiên xuất hiện. Một đường kiếm quang lặng lẽ xuất hiện ở trong mật thất. Lý Nguyên kinh hãi gần chết, muốn né tránh. Nhưng vào lúc này, hai lực lượng vô hình đột nhiên ép xuống trên người hắn. Làm cho cơ thể hắn dừng lại một chút, đường kiếm quang kia trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của hắn. Kiếm quang tiêu tan, một nam tử xuất hiện ở phía sau Lý Nguyên. Người nam tử này không phải là ai khác, chính là Dương Diệp. Trước đó, sau khi ra khỏi phủ thành chủ của Nam Bắc Thành, hắn vốn định quay về Vân Hải Thành, nhưng trở lại như thế khiến hắn thật sự không cam lòng. Cho nên, hắn lợi dụng truyền tống trận của Nam Bắc Thành đi tới Bắc Giới. Tới Bắc Giới tất nhiên có nguy hiểm, đây dù sao cũng là địa bàn của Vân Tiêu Thánh Điện, một khi hắn bị lộ sẽ phải đối mặt với không biết bao nhiêu thánh giả truy sát. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tới đây, một khi để cho Lý Nguyên khôi phục thực lực, hắn mới thật sự phải hối hận. Hơn nữa, Lý Nguyên phải trả giá đắt về chuyện của Uyển Nhi. Trong mắt Lý Nguyên vẻ không tin, hắn vốn cho rằng mình đã thoát khỏi Dương Diệp, nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên đuổi tới Bắc Giới. Đây là Bắc Giới, đây là địa bàn của Vân Tiêu Thánh Điện đấy. Ngươi. Lý Nguyên muốn nói gì đó, nhưng Dương Diệp đã không cho hắn cơ hội. Một đường kiếm quang tiến vào trước ngực của Lý Nguyên, vừa vào cơ thể kiếm ý cường đại lập tức phá hủy tất cả sức sống trong cơ thể Lý Nguyên. Rất nhanh, trong hai mắt Lý Nguyên không còn sức sống nữa. Ngã xuống. Một thánh giả đã chết. Sắc mặt Dương Diệp buông lỏng, cả đoạn đường truy sát Lý Nguyên. Có thể nói mỗi giây mỗi phút hắn đều tập trung tinh thần cao độ. Bởi vì không chú ý, hắn có thể sẽ thất bại. Lý Nguyên cuối cùng vẫn là thánh giả,
mặc dù thực lực của đối phương giảm mạnh không bằng ban đầu, nhưng nếu như đối phương muốn chạy trốn, hắn vẫn không thể làm gì được đối phương. Mà một khi hắn bị lộ ra, có khả năng sẽ phải đối mặt với cường giả thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện truy sát. Lấy thực lực của hắn vẫn không có khả năng đối đầu được với một thánh giả chân chính. Hắn có thể giết Lý Nguyên này, nói cho cùng vẫn là do đánh lén ở khoảng cách gần, hơn nữa Lý Nguyên còn khinh thường hắn. Nếu như ngay từ lúc đầu Lý Nguyên không coi thường hắn, lấy thực lực của đối phương thì kẻ bị đuổi giết nhất định là hắn, mà không phải là Lý Nguyên. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Lý Nguyên chắc chắn còn có thủ đoạn nào đó. Nhưng đáng tiếc là hắn vĩnh viễn không có cơ hội thi triển ra. Dương Diệp vẫy tay phải một cái, tử tinh thạch trong tay Lý Nguyên đã rơi vào trong tay hắn. Sau khi thu được tử tinh thạch, Dương Diệp vung tay phải lên. Thi thể của Lý Nguyên lập tức bị hắn thu vào trong vỏ kiếm cổ. Lúc này cho dù Lý Nguyên đã không thể tính là thánh giả thật sự, nhưng thực lực của hắn vẫn rất mạnh. Có thể nói Lý Nguyên lúc này vượt xa những bán thánh cao cấp bình thường, nhưng yếu hơn thánh giả thật sự. Nói tóm lại, lần này thu hoạch không tệ, không chỉ nhận được một viên tử tinh thạch, còn chiếm được một con rối ngụy thánh giả. Dương Diệp mỉm cười, đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cơ thể thoáng di chuyển và hóa thành một bóng đen rồi biến mất. Dương Diệp vừa biến mất, một lão già tóc trắng đã xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Lão già tóc trắng liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói. Không ở đây à? Nói xong, lão già tóc trắng lập tức biến mất. Lão già tóc trắng đi rồi, Dương Diệp lập tức xuất hiện ở đó, nói. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị. Nói đến đây, hai mắt Dương Diệp trợn tròn, nói. Không tốt, mình đã bị phát hiện rồi. Nói xong, hắn lại muốn chạy trốn. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng động lớn vang lên, tất cả phòng tu luyện và đại điện lập tức hóa thành bột mịn. Thánh giả, ta dùng một kiếm ngươi trong nháy mắt, ở giây phút đại điện bị hủy đó, một tiếng kiếm ngân phóng lên cao. Tiếp theo, một đường kiếm quang lướt qua không trung và biến mất. Phía chân trời, còn muốn chạy sao, nếu đã tới, vậy thì ở lại luôn đi. Trong không trung. Lão già tóc trắng phẫn nộ hét lên một tiếng, tay chộp về phía trước, một bàn tay khổng lồ đã xuất hiện ở phía chân trời, muốn đập nát kiếm quang. Ở chân trời phía xa, Dương Diệp nhận thấy được bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu liền biến sắc. Hắn không dám khinh thường, lập tức cầm man thần kiếm đâm về phía trên. Vèo! Một đường kiếm khí phóng lên cao, va chạm mạnh vào bàn tay khổng lồ kia. Kiếm khí tiêu tan. Bàn tay khổng lồ chấn động mạnh rồi dừng lại trong chớp mắt. Nhưng ngay sau đó, bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hạ xuống. Dương Diệp trực tiếp bị bàn tay khổng lồ này đập xuống mặt đất chấn động mạnh đến mức tất cả mọi người ở Lạc Vân Thành đều cảm nhận được. Rất nhiều cường giả kinh ngạc, từng cột ánh sáng bay ra khỏi thành, ánh mắt tất cả bọn họ đều nhìn về phía Dương Diệp cùng lão già tóc trắng. Sau một chưởng đập xuống Dương Diệp, lão già lại nhíu mày. Bởi vì đối phương hình như không bị ảnh hưởng gì. Một đường kiếm quang từ dưới đất phóng lên cao. Tiếp theo, Dương Diệp đã xuất hiện ở đối diện lão già. Lúc này trên thân Dương Diệp là dị thứ nguyên phương. Trước khi kiếm khí tiêu tan, hắn đã vội vàng sử dụng dị thứ nguyên phương. Có dị thứ nguyên phương bảo vệ, hắn chỉ bị chút vết thương nhẹ. Vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, bởi vì thực lực của lão già trước mặt này còn cao hơn cả Lý Nguyên. Ngươi là thánh giả nào của cổ kiếm trai? Lão già tóc trắng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, hỏi. Thánh giả? Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Không ngờ đối phương cho rằng hắn là thánh giả. Dương Diệp có chút sửng sốt, nhưng chẳng bao lâu hắn đã hiểu rõ. Lúc này hắn lợi dụng kiếm vực che giấu khí tức của bản thân, đối phương căn bản không có cách nào kiểm tra được cảnh giới của hắn. Chính bởi vậy, đối phương cho rằng hắn chính là cường giả cảnh giới thánh giả. Nghĩ đến đây. Khóe miệng Dương Diệp hơi cong lên, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Lão Phu là kiếm vô trần của cổ kiếm trai. Dương Diệp đổi giọng, nghe khàn khàn già nua. Kiếm vô trần. Lão già tóc trắng thoáng biến sắc, nói. Ngươi là kiếm chủ của cổ kiếm trai. Những huyền giả xung quanh cũng khiếp sợ. Kiếm vô trần, người này là kiếm vô trần kiếm thứ nhất của nam giới sao? Sao hắn lại tới bắc giới? Hơn nữa còn đánh nhau cùng thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh. Ngươi còn không biết sao, ta nghe nói Vân Tiêu Thánh Điện đã thò tay đến nam giới.
Nam giới đây chính là địa bàn của Cổ Kiếm Trai, Thư viện Vân Hải, còn có Thanh Đạo Môn. Có lẽ là Vân Tiêu Thánh Điện ở Nam giới làm chuyện gì đó chọc giận Cổ Kiếm Trai, cho nên người của Cổ Kiếm Trai tự mình chạy tới Bắc giới báo thù. Vân Tiêu Thánh Điện không phải giết chết thiên tài đứng đầu Lục Uyển Nhi của Cổ Kiếm Trai chứ? Có khả năng lắm, nếu không Kiếm Vô Trần không thể tự mình chạy tới Bắc giới được. Các ngươi nói xem, hắn sẽ không chạy tới giết chết Thượng quan Vân Hải chứ? Nếu như Vân Tiêu Thánh Điện thật sự giết chết Lục Uyển Nhi, vậy thì có khả năng này lắm. Nhìn thấy biểu tình của lão già tóc trắng, còn nghe được những người xung quanh bàn luận, Dương Diệp có phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới kiếm chủ Kiếm Vô Trần của Cổ Kiếm Trai lại có danh tiếng lớn như vậy, hơn nữa còn được xưng là đệ nhất kiếm nam giới. Tuy nhiên danh tiếng của đối phương càng lớn, lại càng có lợi cho hắn. Kiếm Vô Trần, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc có chuyện gì làm cho ngươi không ngại xa vạn dặm truy sát Lý Nguyên, hơn nữa còn đuổi tới Bắc giới ta như vậy. Lão già tóc trắng trầm giọng nói, lúc này, ở trong mắt hắn có phần đề phòng. Dương Diệp không nói gì, mà lấy ra vỏ kiếm cổ, tay phải bắn về phía trước, kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước ngưng tụ thành một thanh ý kiếm. Kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Lão già tóc trắng nheo mắt lại, vốn hắn còn có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ hắn đã tin tưởng rồi. Bởi vì tất cả người trong Cổ Kiếm Trai, chỉ có Kiếm Vô Trần cùng Lục Uyển Nhi có kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Nhận một kiếm của ta mà không chết, hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng. Mọi người ở đó đều xôn xao bàn tán. Kiếm Vô Trần là kiếm chủ của Cổ Kiếm Trai, được xưng đệ nhất kiếm của Nam giới, chắc chắn rất mạnh. Nhưng hắn nói một kiếm giết chết một thánh giả, giọng điệu này không khó tránh khỏi quá lớn rồi. Trong thánh giả tất nhiên cũng phân ra mạnh yếu, nhưng cho dù có chênh lệch lớn, cũng không thể nào chênh lệch tới một trời một vực được. Một kiếm giết một thánh giả, Kiếm Vô Trần không phải quá mức tự tin, thậm chí là quá mức tự phụ. Lão già tóc trắng giận dữ cười ngược, nói. Một kiếm đã muốn giết ta. Kiếm Vô Trần, giọng điệu của ngươi thật lớn. Lão Phu có thể không đánh thắng ngươi, nhưng ngươi muốn một kiếm giết Lão Phu, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Thử xem. Dương Diệp nói. Một khí thế khủng khiếp phát ra từ trong cơ thể của lão già tóc trắng, hắn gằn giọng nói. Tới đi, hôm nay ta xem thử đệ nhất kiếm nam giới rốt cuộc mạnh tới mức nào. Nói xong, lão già tóc trắng giơ hai tay lên, linh khí của trời đất từ bốn phía xung quanh lập tức lao về phía hắn, càng lúc càng nhiều linh khí trời đất tràn vào, giữa hai tay của lão già tóc trắng xuất hiện một quả cầu năng lượng rất lớn màu trắng. Khi nó xuất hiện, một uy áp khủng khiếp lập tức ép xuống. Làm cho những huyền giả xung quanh hoảng hốt, vội vàng lùi lại phía sau. Giờ phút này, mọi người mới nhớ ra đây là cuộc chiến giữa các thánh giả, này bọn họ căn bản không có khả năng quan sát cuộc chiến. Lập tức có vô số người nhanh chóng rời đi. Bước vào không trung chứ? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Chúng ta ở đây đánh một trận, nhất định sẽ bị phá hủy tất cả Lạc Vân Thành, rất nhiều sinh linh bên trong thành cũng sẽ bị chết thảm vì chúng ta. Cho dù bọn họ cùng Kiếm Vô Trần ta không có quan hệ gì, nhưng trời xanh có đức hiếu sinh, ta thật sự không đành lòng để những người vô tội này phải mất tính mạng. Không nghĩ tới Kiếm Vô Trần ngươi còn là một kiếm chủ nhân từ. Lão già tóc trắng cười lạnh, nói. Được, giống như ngươi nói, chúng ta bước vào không trung. Nói xong, cơ thể của lão già tóc trắng thoáng di chuyển, tiến vào trong không trung. Thật ra hắn cũng không dám ra tay ở đây. Thánh giả giao đấu thì phải bước vào không trung, nếu không rất có khả năng sẽ dẫn tới thiên đạo giết chết. Hơn nữa, Lạc Vân Thành này lại là địa bàn của Vân Tiêu Thánh Điện hắn, bước vào không trung đại chiến mới hợp ý hắn. Sau khi lão già tóc trắng bước vào không trung, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó cũng hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Nhìn thấy Dương Diệp cùng lão già tóc trắng đều biến mất, vô số người trong Lạc Kiếm Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hai thánh giá giao đấu ở Lạc Vân Thành, không cần phải nói, Lạc Vân Thành tuyệt đối sẽ bị phá hủy, vô số người bên trong thành sẽ bị mất mạng trong giây lát. Thánh giá giao đấu với nhau, chỉ riêng uy lực còn sót lại cũng khiến bọn họ không chịu đựng nổi. Trong không trung, lão già tóc trắng tập trung tinh thần đề phòng, rất nhiều huyền khí không ngừng vọt về phía hắn. Quả cầu năng lượng màu trắng ở trước mặt hắn càng lúc càng tinh thuần, bên trong phát ra áp lực đủ để giết chết một cường giả bán thánh. Cho dù hắn không tin Kiếm Vô Trần có thể một kiếm giết chết hắn trong nháy mắt,
nhưng hắn không dám sơ suất, dù sao kiếm vô trần cũng là kiếm chủ của cổ kiếm trai, lại được gọi là đệ nhất kiếm nam giới, hơn nữa còn là thánh giả lâu đời. Không cần nghi ngờ, thực lực của đối phương cao hơn hẳn. Cho nên, hắn không dám khinh thường, chuẩn bị thi triển ra một đòn mạnh nhất của mình. Sở dĩ hắn đồng ý đánh một trận chính là muốn ngăn chặn kiếm vô trần. Hắn đã thông báo với Vân Tiêu Thánh Điện, tối đa là nửa khắc, thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh sẽ chạy tới đây. Khi đó, cho dù kiếm vô trần có mạnh mẽ mấy, chắc chắn cũng phải chết. Bởi vì lần này, Vân Tiêu Thánh Điện ít nhất sẽ phải ra 4 gã thánh giả. Trong không trung, lão già tóc trắng đợi một lúc vẫn chưa nhìn thấy kiếm vô trần. Hắn không nhịn được mà nhíu mày. Một lát sau, trong không trung vẫn không có động tĩnh gì. Lão già tóc trắng không nén được tức giận, hắn thu hồi khí thế của mình và cả quả cầu năng lượng màu trắng trước mặt mình, sau đó trở lại trên không trung Lạc Vân Thành. Lúc này, làm gì còn có bóng dáng của kiếm vô trần nữa. Giờ phút này, vẻ mặt của lão già tóc trắng rất khó coi, không cần phải nói, hắn đã bị đùa bỡn. Kiếm vô trần, ngươi là đồ chuột nhất, ngươi còn làm kiếm chủ của cổ kiếm trai, còn làm đệ nhất kiếm của nam giới à? Ngươi đúng là làm mất mặt cổ kiếm trai cùng nam giới. Lão già tóc trắng giận dữ gầm thét lên giống như con thú hoang, âm thanh vang vọng trên không trung của Lạc Vân Thành. Lúc này, không gian trước mặt lão già tóc trắng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, bốn lão già mặc trường bào màu tím xuất hiện ở trước mặt lão già tóc bạc. Lão Mạc, kiếm vô trần đâu? Một lão già áo bào tím dẫn đầu hỏi. Cơ mặt lão Mạc co giật một hồi, sau đó nói. Lão Vân, các ngươi tới muộn, hắn trốn mất rồi. Hắn trốn rồi sao? Lão già áo bào tím tên là Lão Vân kia nhíu mày, nói. Ngươi nói vậy là sao? Lão Mạc trầm giọng nói. Chắc người này biết ta đã thông báo với các ngươi, cho nên không chiến đấu đã rời đi rồi. Đều tại ta sơ suất, ta đáng lẽ phải quấn quýt lấy hắn, cho đến khi các ngươi đến mới phải. Lý Nguyên đã chết ở trong tay hắn sao? Lão Vân nói. Lão Mạc khẽ gật đầu, nói. Ban đầu vốn định đi tới nam giới lùng bắt Ngọc Vô Song, nhưng ta biết quá ít về nam giới, cho nên muốn đi tìm Lý Nguyên, hỏi hắn một vài chuyện. Nhưng không ngờ khi ta trở lại, hắn đã bị giết. Ngươi xác định hắn là kiếm vô trần à? Lúc này, Lão Vân đột nhiên nói. Lão Mạc nhíu mày nói. Ngươi hỏi vậy là có ý gì? Lão Vân nói. Ta không phải nghi ngờ ngươi, chẳng qua ta nhận được tin tức, lúc này cổ kiếm trai đang bị thánh giả của Kim Cương Viên tộc bao vây, theo đạo lý mà nói, kiếm vô trần lúc này không có khả năng tới Bắc giới. Lão Mạc trầm ngâm rất lâu, nói. Ta không xác định hắn có phải là kiếm vô trần không, nhưng hắn có kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Cổ kiếm trai chỉ có hai người đạt được kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, một là Lục Uyển Nhi, một người khác chính là kiếm vô trần. Không, còn có một người nữa. Lão Vân trầm giọng nói. Ai vậy? Dương Diệp. Lão Vân nói. Dương Diệp. Lão Mạc nhíu mày nói. Chính là thiên tài mới xuất hiện ở nam giới sao? Ta nghe Lý Nguyên nói, hắn cũng chỉ bình thường thôi. Lão Vân khẽ lắc đầu, nói. Tin tức của các ngươi không nhanh. Ta nhận được tin tức, Dương Diệp không chỉ có kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, hơn nữa còn có sát ý cảnh giới hư vô nửa bước. Còn nữa, đội thánh vệ truyền tin tức tới, bảo chúng ta phải chú ý Dương Diệp, chúng ta tốt nhất nên điều động cường giả cảnh giới thánh giả tới giết chết người này. Ngươi nói, người vừa rồi có thể là Dương Diệp sao? Lão Mạc bỗng nhiên nói. Lão Vân khẽ gật đầu, nói. Có khả năng lắm. Không có khả năng. Lão Mạc nói. Nếu như hắn là Dương Diệp, căn bản không có khả năng giao đấu với ta, càng không thể nào đỡ của ta một trưởng vẫn không có việc gì. Lão Vân đang muốn nói, lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp, các ngươi biết hắn ở đâu sao? Năm người thoáng biến sắc, quay đầu lại nhìn về một hướng. Ở đó đã xuất hiện một nữ tử từ lúc nào? Sắc mặt năm người lại nhất thời biến đổi, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không phát hiện ra nữ tử này xuất hiện thế nào. Ta vừa cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng đuổi đến đây đã không thấy khí tức của hắn nữa. Nữ tử nói, các ngươi biết hắn ở đâu không? Ngươi là ai? Lão Mạc vẫn nói, ta là bằng hữu của Dương Diệp. Nữ tử nói, các ngươi có thể nói cho ta biết hắn ở đâu không?
Bằng hữu. Năm người hơi ngẩn người ra, bọn họ không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này là bằng hữu của Dương Diệp. Trầm ngâm một lát, Lão Vân nói. Không quan tâm nàng có đúng là bằng hữu của Dương Diệp không, nhưng nàng và Dương Diệp nhất định có một chút quan hệ, bắt lại. Lão Mạc khẽ gật đầu, sau đó tay phải chộp về phía nữ tử. Nhìn thấy Lão Mạc ra tay, vẻ mặt nàng lập tức lạnh xuống, tay trái ôm lấy thắt lưng của hồ ly trong lòng và bỏ nó ra phía sau, tay phải giơ một đầu ngón tay điểm về phía bàn tay của Lão Mạc. Chúng ta chỉ muốn sống. Một. Nhìn thấy nữ tử ra tay, khóe miệng đám người Lão Mạc cong lên lộ vẻ xem thường. Chỉ là bán thánh cũng dám ra tay ở trước mặt bọn họ. Không biết sống chết. Àm. Ngón tay cùng bàn tay gặp nhau, một tiếng động nhỏ vang lên, sau đó bàn tay của Lão Mạc cứng rắn ngừng lại, tiếp theo sắc mặt đám người Lão Mạc đại biến. Nhất là Lão Mạc, giây phút bàn tay hắn tiếp xúc với ngón tay của nữ tử kia, trên mặt hắn vô cùng kinh hãi, vội vàng thu tay về. Nhưng đã muộn rồi. Ở trong mắt đám người Lão Vân, bàn tay Lão Mạc bắt đầu phân giải. Vèo. Lão Vân đột nhiên khép ngón tay rạch một cái, một đường ánh sáng trắng chợt lóe lên, bàn tay phải của Lão Mạc trực tiếp bay ra ngoài, trong phút chốc đã phân giải thành bụi bặm mà mắt thường không thể nhận ra. Nhìn cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Lão Mạc trắng bệch. Bởi vì nếu như muộn một giây, hắn mất không chỉ một bàn tay. Trước đây hắn chưa từng gặp qua loại lực lượng này. Vẻ mặt bốn gã thánh giả bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng. Ngươi là ai? Lão Vân trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra sự cảnh giác. Ta tới tìm Dương Diệp. Nữ tử nói. Chúng ta không biết hắn ở đâu cả. Lão Vân nói. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đứng lại. Lúc này, Lão Mạc đột nhiên nói. Nữ tử xoay người nhìn Lão Mạc gằn giọng nói. Ta sơ suất bị ngươi hủy mất một cánh tay, ngươi cứ đi như thế sao? Chết cho ta. Vừa dứt lời, tay trái của Lão Mạc cách không chộp về phía nữ tử. Trong phút chốc, không gian xung quanh nữ tử bắt đầu co lại, muốn ép nàng thành bột mịn. Lần này, hắn không dám tiếp xúc với nữ tử này. Nhận thấy được không gian xung quanh có tình trạng dị thường, nữ tử nhíu mày. Tay trái của nàng ôm thật chặt hồ ly, ép nó ở trước ngực mình. Chỉ sợ hồ ly bị tổn thương. Tay phải của nàng lại giơ ra phía trước, sau đó cơ thể xoay một vòng. Một cảnh tượng khủng khiếp đã xuất hiện, không gian xung quanh nàng bắt đầu phân giải. Rất nhanh, không gian trong vòng mấy trăm trượng xung quanh chỗ nàng đứng đều bị phân giải thành hư vô. Ở xung quanh nàng là hố đen không gian vô tận tản ra khí tức lạnh lẽo đến mức kỳ lạ. Nhưng chẳng bao lâu, nữ tử thu tay lại, những hố đen không gian xung quanh lập tức khôi phục lại bình thường. Phân giải vật chất. Lão Vân hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ khiếp sợ, nói. Ngươi lại có thể phân giải vật chất, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử không nói gì, cơ thể khẽ run lên, lập tức phân giải thành vô số mảnh, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của đám người Lão Vân. Vì sao không giữ nàng lại? Lão Mạc trầm giọng nói, cho dù thực lực của nữ tử này kỳ lạ và mạnh mẽ, nhưng nếu như bọn họ thật sự muốn đánh, nữ tử này không thể nào là đối thủ của bọn họ. Chỉ có điều cho dù là bọn họ cũng phải cẩn thận trước lực lượng kỳ lạ của nữ tử này, nếu không bị dính vào sẽ gặp phiền phức lớn. Nữ tử này có lẽ không phải là người Thanh Châu chúng ta. Lão Vân trầm giọng nói. Ngươi nói nàng đến từ Trung Thổ Thần Châu sao? Lão Mạc kinh ngạc nói. Lão Vân khẽ gật đầu, nói. Có khả năng vô cùng lớn. Nghe vậy, trong lòng Lão Mạc có chút thăng bằng. Bởi vì cho dù là mạnh mẽ như Lâu Thiên Tiêu, cũng chỉ có thể tính là không tệ mà thôi. Ở nơi đó, thánh giả không dám xem người dưới thánh giả là con kiến hôi nữa. Nơi nào, bán thánh khiêu chiến vượt cấp thánh giả cũng không phải là lời đồn đại. Lão Vân nói, tạm thời không cần để ý tới chuyện này, lần này ta tới đây còn có một mục đích khác, đó chính là Ngọc Vô Song. Đã đến được thời điểm quan trọng của Thiên Tiêu, trong chuyện này không thể xảy ra sai sót được. Lão Mạc khẽ gật đầu, nói. Bây giờ, ta sẽ lên đường đi tới Nam Giới. Lão Vân lắc đầu, nói. Để đề phòng biến cố xảy ra, ta sẽ đi cùng với ngươi. Bắt một nữ tử cảnh giới tôn giả còn cần chúng ta cùng đi sao? Một mình ta là đủ rồi. Lão Mạc nói. Lão Vân nói. Đây là chuyện điện chủ căn dặn, chuyện này rất quan trọng với Thiên Tiêu, cho nên tuyệt đối không thể có sai sót.
Hơn nữa, lần này tinh anh của Thánh Vệ Điện cũng sẽ đi theo chúng ta vào đó. Tất cả Thánh Vệ Điện đều đi sao? Vậy Vô Cực Ma Tông thì phải làm thế nào? Lão Mạc kinh ngạc nói, Thánh Vệ Điện là một nhóm tinh nhuệ mạnh nhất dưới thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện. Vô Cực Ma Tông à? Lão Vân nói, yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cùng bọn họ sẽ sống hòa bình. Hơn nữa, phần lớn thánh giả của chúng ta vẫn còn ở Bắc Giới, bọn họ không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, chúng ta không chỉ phải đưa Ngọc Vô Song quay về, còn cần giải quyết chuyện của Nam Giới. Chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi. Vị ở Trung Thổ Thần Châu rất không vui. Nghe được, vị ở Trung Thổ Thần Châu kia, trong mắt Lão Mạc lóe lên sự kiêng kỵ, nói. Lúc nào thì chúng ta lên đường? Một ngày sau, đội thánh vệ sẽ đến Lạc Vân Thành. Lão Vân nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.